Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 2426, truyền nhân chính tông của nghịch thiên bát châm. Hôm nay ta sẽ giết chết ngươi, trả lại mối nhục nhã ngày đó. Đoạn Nhất Lang gầm lên, trong chớp mắt cả người di chuyển đến 100 mét, nhuyễn kiếm giống như rắn độc cong vẹo giữa không trung, một phát cắn vào cổ họng Hạ Thiên. Thiếu nữ váy trắng biến sắc, khẽ quát một tiếng, phi ảnh, nhanh ngăn hắn lại. Tiếng nói vừa dứt đã thấy con phệ thú quang kia nhanh chóng hóa thành một đạo tàn ảnh, lao như bay về phía Đoạn Nhất Lang, đáng tiếc muộn rồi. Hạ Thiên vẫn cứ nở nụ cười hì hì, không nhúc nhích đứng im tại chỗ. Mau tránh ra. Thiếu nữ váy trắng thấy thế có chút nóng nảy, đưa tay đẩy Hạ Thiên. Loại chiêu thức này cần gì phải trốn. Hạ Thiên bỗng dưng bắt được bàn tay đẩy tới đẩy lui của thiếu nữ váy trắng, vợ y y không cần quá lo lắng. Thiếu nữ váy trắng hất tay ra, nhưng lại không thoát được, vội la lên, người buông tay mau, đã bảo ta không phải Y Tiểu Âm, cũng không phải vợ ngươi rồi mà. Lúc chưa tìm được vợ y y thì ngươi chính là vợ y y của ta. Hạ Thiên cười hì hì nói. Thiếu nữ váy trắng hết cách chỉ đành nói, cứ xem là thế đi, ngươi có thể tránh ra một chút hay không hả, kiếm người ta giết đến trước mặt rồi nếu không trốn sẽ, a. Nàng còn chưa nói hết câu đã nghe một tiếng phốc một tiếng. Nguyễn kiếm kia của Đoạn Nhất Lang đã đâm xuyên qua cổ họng Hạ Thiên. Chuyện, thiếu nữ váy trắng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, có chút không dám tin tưởng. Đoạn Nhất Lang ngửa mặt lên trời cười ha hả, ha 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 ha, Hạ Thiên à, người quả nhiên chết trên tay ta. Đúng lúc này đám người hoàng đảo chủ cũng đều bò lên, nghe được tiếng cười liền nhìn sang, ngay tức khắc ai ai cũng lộ thần sắc kinh hãi. Người cười rất khó nghe đó, người biết không? Hạ Thiên hờ hững liếc nhìn Đoạn Nhất Lang còn đang quay cuồng trong cơn đê mê, thuận miệng nói. Đoạn Nhất Lang lập tức ngừng cười, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần từ trong kinh hãi, rõ ràng ngươi đã bị một kiếm của ta đâm xuyên cổ họng, tại sao có thể còn sống, tại sao vẫn nói được chứ? Cho nên ta nói ngươi là đồ đần đó. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, có chút không kiên nhẫn nói, ta đã sớm nói ngươi chết rồi, chỉ là ta thủ hạ lưu tình cho ngươi. Nếu như ngươi để yên trực tiếp về nhà, thì còn có thể kéo dài hơi tàn 1-2 năm gì đấy. Đáng tiếc ngươi không biết quý trọng, nếu đã vậy thì ngươi vẫn nên chết đi thì hơn. Ngươi có ý gì? Đoạn Nhất Lang không hiểu sao cảm giác có chút hãi hùng, bỗng dưng hắn không thở nổi, ngươi đã làm gì với ta? Hạ Thiên nhếch miệng, ta không làm gì với ngươi cả, mà là ngươi đã làm gì đó với chính ngươi. Ta làm, Đoạn Nhất Lang ngẩn người. Bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, nhuyễn kiếm kia không biết từ lúc nào đã cắm vào cổ họng của hắn, khặc. Đoạn Nhất Lang không khỏi mở to mắt, đưa tay muốn cầu cứu với Hạ Thiên, đáng tiếc đã trễ, chỉ có thể từ từ ngã trên mặt đất, cảm giác sinh cơ trong cơ thể đang bị hao mòn, loại cảm giác sắp chết khiến hắn rùng mình, cũng may rất nhanh hắn đã không còn cảm giác gì nữa. Cách đó không xa, đám người hoàng đảo chủ trơ mắt nhìn Đoạn Nhất Lang cứ vậy chết đi, không khỏi có loại cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Sự kiêng kỵ đối với Hạ Thiên càng sâu hơn. Người ngoại quốc Sử Bội La và Thang Bà vô ý liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy được hoảng sợ và ý tứ rút lui trong mắt đối phương. Hoàng đảo chủ vẫn không cam lòng, Hạ Thiên, chỉ cần ngươi giao nghịch thiên bát châm ra, lão phu có thể thả ngươi đi, cũng có thể cho ngươi hưởng thụ vô số vinh hoa phú quý, thậm chí trường sinh bất lão. Đầu óc ngươi đúng là có vấn đề. Hạ Thiên lười biếng nói, thứ ngươi nói ta đã sớm có rồi. Còn cần ngươi cho hả? Hoàng đảo chủ sững sờ, ngươi nói cái gì? Cái gọi là vinh hoa phú quý đối với ta mà nói, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Mà trường sinh bất lão cũng là trò trẻ con mà thôi, các vợ của ta đã sớm ở cảnh giới bất tử bất diệt rồi. Hạ Thiên nhìn hoàng đảo chủ như nhìn một thằng ngốc, chút đồ vật mà ngươi theo đuổi đối với ta và các vợ của ta mà nói, thì hoàn toàn không có ý nghĩa. Không thể nào. Hoàng đảo chủ rõ ràng không thể tiếp thu được cách nói của Hạ Thiên, khiển trách quát mắng, coi như ngươi có nghịch thiên bát châm thì dựa vào tư chất, tuổi tác của ngươi, tối đa cũng chỉ có thể luyện đến đệ ngũ châm. Cũng chính là nói ngươi chỉ có thể thu đến kim đan kỳ, coi như các vợ của ngươi cũng là luyện khí hoặc trúc cơ đi, thì có thể cao đến chừng nào. Linh khí ở địa cầu rất mỏng manh, ngay cả tuổi thọ của kim đan kỳ cũng có hạn, cao nhất chính là 300 năm tuổi. Chuyện đó lão ân sư của ta đã có chứng cứ rõ ràng. Hạ Thiên lười biếng hỏi, lão ân sư của ngươi lại là tên ngu ngốc nào? Hừ, lão ân sư của ta là truyền nhân chính tông của nghịch thiên bát châm.
Hoàng đảo chủ có chút điên cuồng nói, cho nên nghịch thiên bát châm vốn nên là đồ vật của ta, ngươi và Nguyệt Thanh Nhã kia đều là kẻ trộm, các đã trộm châm phổ của sư phụ ta. Đồ đần. Trước giờ Hạ Thiên đều không quan tâm tới loại người chuyên ăn vạ kia, nhưng kẻ này lại kéo theo thần thiên tỷ tỷ, vậy nên hắn sẽ không tha thứ, nghịch thiên bát châm chưa từng có cái châm phổ gì đó. Sư phụ ngươi cũng có thể không thật sự luyện qua nghịch thiên bát châm, nếu ngươi còn mắng thần tiên tỷ tỷ thêm một câu nữa, có tin ta khiến ngươi sống không bằng chết hay không? Chương 2427, đọc về cũng được đấy. Ngươi cứ chửi đi, nhưng ngươi có thể làm gì ta? Hoàng đảo chủ giận không kìm được mắng lại, ân sư của ta nói Nguyệt Thanh Nhã đã đánh cắp châm phổ của nghịch thiên bát châm trên người hắn, thế nên mới khiến hắn không thể luyện thành nghịch thiên bát châm, cuối cùng đành phải ôm hận mà chết. Hạ Thiên vốn không còn kiên nhẫn gì, huống hồ vị hoàng đảo chủ này còn kéo theo thần tiên tỷ tỷ, khỏi cần suy nghĩ nữa, người này chắc chắn muốn chết. Có điều hắn cũng cảm thấy hứng thú với lão ân sư trong miệng hoàng đảo chủ kia. Bởi vì sau khi thần tiên tỷ tỷ từ Tiên Vân Đại Lục xuyên tới địa cầu, gần như chưa từng xuống núi, ngoại trừ hắn và người thân cận ra thì không có bao người biết tên thật của nàng. Sư phụ ngươi là ai, sao ngươi lại biết tên của thần tiên tỷ tỷ? Hạ Thiên nghiêm nghị hỏi. Hoàng đảo chủ hừ lạnh một tiếng, bật thốt lên nói, sư phụ ta là người bên ngoài, gọi là Ma Vân chân nhân, hắn là trưởng môn của Ma Thiên Đạo, có phải nghe rất quen hay không, có phải Nguyệt Thanh Nhã thường xuyên nhắc đến cái tên này hay không, trước kia nàng bị người ta đuổi giết, chính là ân sư ta đã cứu nàng. Kết quả nàng lại lấy oán trả ơn, đánh cắp châm phổ nghịch thiên bát châm của phái ta rồi bỏ trốn. Ma Vân chân nhân gì đó ta chưa từng nghe qua. Hạ Thiên lắc đầu, xác định chắc chắn rằng người này đang nói hưu nói vượt, trước kia Nguyệt Thanh Nhã từ Tiên Vân Đại Lục xuyên đến địa cầu hoàn toàn bởi vì chiến đấu quá kịch liệt với Dạ Ngọc Mị, dẫn đến kích phát vòng xoáy thời không. Hơn nữa tu vi khi ấy của Nguyệt Thanh Nhã ở địa cầu chỉ có Dạ Ngọc Mị mới sánh bằng, có thể nói là vô địch thiên hạ, căn bản không tồn tại tình huống bị người đuổi giết. Hoàng đảo chủ cười nhạo nói, quả nhiên chết cũng không chịu thừa nhận. Nghịch thiên bát châm vốn là bảo vật trấn phái của Ma Thiên Đạo chúng ta, hôm nay ngươi nhất định phải giao lại châm phổ cho ta. Có đôi khi ta thật sự bội phục đám lừa đảo các ngươi, đáng sợ quá, vậy mà có thể lừa gạt chính mình nhiều năm như vậy, còn lầm tưởng thành sự thật chứ. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn hoàng đảo chủ, vốn dĩ ngươi muốn làm gì cũng không liên quan đến ta chỉ đi theo cửu nha đầu tới để tham gia náo nhiệt. Nhưng tên đần nhà ngươi lại đánh chủ ý lên ta. Hơn nữa còn nói xấu thần tiên tỷ tỷ, vậy thì không thể bỏ qua cho ngươi nữa. Hoàng đảo chủ hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Hạ Thiên nói, ba hoa, ta có thể thề với ông trời những điều ta nói đều là thật. Ngươi có dám dẫn ta đi tìm Nguyệt Thanh Nhã để đối chất nhau không? Tin tức của các ngươi còn thật sự nhanh chạy đấy, biết đảo thần tiên đã biến mất, biết thần tiên tỷ tỷ cũng biết mất rồi, cho nên mới dám nói đối chất gì đó. Hạ Thiên đã không còn sự kiên nhẫn với người này nữa. Tiện tay lấy ra một cây châm bạc, ngươi khỏi cần thề với ông trời làm gì, chỉ cần ta cho ngươi một châm, đảm bảo ngươi sẽ nói thật. Hoàng đảo chủ thấy Hạ Thiên lấy ra châm bạc, đáy mắt không khỏi lộ ra một tia kinh hoàng, rất nhanh chấn định lại, hừ, đã đến nước này rồi mà ngươi còn muốn dở trò. Ai cũng biết châm pháp của ngươi rất lợi hại, có thể thao túng nhân tâm, rõ ràng ngươi muốn dùng châm pháp khống chế ta, có khi ngươi tính đổi trắng thay đen. Quả nhiên ngươi sợ nó. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, bỏ đi, ta không rảnh ở đây lãng phí thời gian với ngươi, muốn đánh thì nhanh lên, ta còn muốn đi chơi chỗ khác với vợ y y. Thiếu nữ váy trắng sửng sốt một giây, nhớ tới vợ y y ở trong miệng Hạ Thiên là chỉ nàng, tức giận nói ta không phải vợ ngươi, ngươi đừng có nói lung tung được không hả? Hôm nay ta sẽ dùng châm pháp để phân cao thấp với ngươi. Hoàng đảo chủ lật tay, cửu chỉ kim châm liền xuất hiện trong kẽ tay. Ta nhất định phải đoạt lại nghịch thiên bát châm từ trên người ngươi, chấn hương lại uy danh nghịch thiên thần y của phái ta, cũng phải để cho mọi người biết được bộ mặt ghê tởm của thầy trò các ngươi. Đồ ngu, Hạ Thiên bĩu môi, thực sự chẳng thèm quan tâm. Cơ mà vị hoàng đảo chủ này đúng là có bản lãnh, trong lúc nói chuyện hắn đã ném cửu chỉ kim châm ra ngoài, không trung lập tức gào thét dữ dội, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể cho Hạ Thiên một kích chí mạng. Có thể trực tiếp đâm chút hay không? Hạ Thiên chờ trong chốc lát, cảm thấy không thú vị cho lắm, hắn nói với hoàng đảo chủ, nếu không có kiểu khác thì ta sẽ đưa ngươi lên đường. A! À, hoàng đảo chủ gầm lên, phun ra một ngụm chọc khí, 10 ngón tay trước hết mở ra sau đó lại cụp lại, ta
tay trái nắm chặt tay phải, ngón giữa và ngón trỏ của tay phải đồng thời hợp lại, trong miệng lẩm bẩm Ma Thiên Cửu Châm, mở ra cho ta. Bỗng dưng ngón giữa và ngón trỏ của hắn chỉ về phía Hạ Thiên, nhất niệm thuật thành, phong lôi ngầm sinh. Chỉ thấy trong phạm vi trăm dặm, đột nhiên sinh ra vô số âm phong, giữa không trung không biết từ nơi nào bay tới một đám mây đen, che kín mặt trăng. Ha ha, đọc về cũng được đấy. Hạ Thiên bày ra dáng vẻ nhàn nhã nghe ngươi ca diễn, thậm chí còn cười hì hì bình luận một câu. Hoàng đảo chủ sắc mặt âm u, ngươi cười đi, xem tí nữa ngươi khóc như nào. Âm phong khắp nơi vậy mà đều vần quanh dưới lòng bàn chân Hạ Thiên, sau đó theo ống quần hắn lượn lên, chỉ một lúc đã chế trụ cả người Hạ Thiên. Chương 2428, Cửu Chỉ Kim Châm. Hạ Thiên à, ta biết ngươi rất có bản lĩnh, biện pháp bình thường không thể vây bắt được ngươi. Hoàng đảo chủ bỗng nhiên nở nụ cười, cho nên ta dùng nhiều tiền để mua thuật phong phược, xem kìa, bây giờ ngươi có động đậy được đâu. Hạ Thiên vẫn là vẻ mặt không đếm xỉa tới, trước đó trận pháp của 4-5 người các ngươi đều không vây bắt được ta, hiện tại ngươi cho rằng thuật phong phược có thể giữ được ta. Ta không cần vây khốn ngươi, chỉ cần khiến ngươi không động đậy được trong vòng 3 giây là được. Hoàng đảo chủ bỗng dưng ra tay, chỉ thấy cửu chỉ kim chân bất thình lình cắm lên đại huyệt của Hạ Thiên. 3 giây, có đủ dùng hay không thế, ta cho ngươi thêm 10 giây đó. Hạ Thiên cười hì hì nói. Thiếu nữ váy trắng cảm giác có chỗ không đúng, nhắc nhở Hạ Thiên, châm pháp của hắn có gì đó quái lạ đấy, ngay cả năng lượng xung quanh cũng thay đổi rồi, tốt nhất là ngươi nên tránh đi. Vợ y y cứ yên tâm, không có chuyện gì đâu. Hạ Thiên hì hì nở nụ cười, không hề lo lắng nói, nàng chỉ cần đợi xem kịch vui là được. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Ta không phải Y Tiểu Âm, cũng không phải vợ y y gì đó của ngươi. Thiếu nữ váy trắng trợn trắng mắt, lần nữa cường điệu nói, tên của ta là Bạch Tiêm Tiêm, là thánh nữ của Huyền Âm tộc, ta tới đây cứu ngươi là vì phụng mệnh của tộc trưởng. Bạch Tiêm Tiêm. Hạ Thiên gật gật đầu, hết sức hài lòng nói, vậy sau này gọi nàng là vợ Tiêm Tiêm. Thiếu nữ váy trắng liếc nhìn Hạ Thiên, ngươi có bệnh hả? Ta không thể nào làm vợ của ngươi được. Ngay cả sinh nhật 18 tuổi ta còn chưa đón. Không sao, ta không vội. Hạ Thiên vừa cười vừa nói, trước hết có thể gọi nàng là vợ tương lai, bây giờ cơ thể nàng còn chưa nảy nở hoàn toàn mà, vẫn nên gọi là vợ tương lai thôi. Ta, thiếu nữ váy trắng không nói lại được Hạ Thiên, dứt khoát không thèm để ý đến hắn, ta thấy ngươi nên bị sét đánh chết thì hơn. Ầm ầm, đúng lúc này, đột nhiên bầu trời vang lên tiếng sấm dữ dội. Hoàng đảo chủ ở một bên tức giận đến mức muốn thổ huyết, đôi cẩu nam nữ này thế mà không nhìn hắn, còn không chút kiêng kỵ liếc mắt đưa tình. Hạ Thiên, ta hỏi ngươi một lần cuối, ngươi có giao nghịch thiên bát châm cho ta không? Hoàng đảo chủ lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu ngươi không chịu vậy thì lão phu chỉ đành giết chết ngươi, cũng cắt đứt vọng tưởng truyền cho hậu thế của ngươi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, có tuyệt chiêu thì nhanh dùng đi, không tí nữa hết cơ hội dùng đấy. Chết cho ta, hoàng đảo chủ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không khỏi giống lên. Sau đó một đạo lôi điện màu trắng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào đỉnh đầu Hạ Thiên. Thiếu nữ váy trắng hoảng sợ không thèm để ý tới Hạ Thiên, trực tiếp lùi lại ra sau, trốn khỏi phạm vi bao phủ của lôi điện kia. Thứ này là châm pháp ư, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Chẳng trách đám người Bạch Thúc không cho ta rời khỏi đảo Sương Nguyệt, người bên ngoài đều khủng bố như vậy sao? Thiếu nữ váy trắng cảm thấy tam quan của mình vỡ nát rồi, châm pháp không phải để chữa bệnh cho người ta sao, cớ sao lại dẫn đến dị tượng của thiên địa. Chắc tầm qua 3-4 giây thì lôi điện màu trắng từ trên trời giáng xuống mới dừng lại, chỗ trước đó Hạ Thiên đứng đã trở thành một hố đen. Tộc trưởng bảo mình đưa Hạ Thiên đến trước mặt nàng, nhưng bây giờ ngay cả hài cốt cũng không còn rồi, mình phải làm gì đây? Thiếu nữ váy trắng liếc nhìn cái hố đen kia, không khỏi có chút lúng túng. Hoàng đảo chủ cảm giác cơ thể như bị đào rỗng, mặc dù giết chết Hạ Thiên nhưng nghịch thiên bát châm vẫn không quay về, cũng may cắt đứt đường lưu truyền châm pháp ra bên ngoài. Mấy người các ngươi ổn chứ? Hoàng đảo chủ thở dốc một hồi, quay đầu nhìn về phía ba người Cao Vô Ưu và Sử Bội La, chút nữa còn phải vào đảo tìm lão môn chủ của Âm Y môn nữa, kế hoạch của chúng ta vừa mới bắt đầu thôi. Ba người Sử Bội La há miệng muốn nói gì đó, thế mà nửa câu cũng không nói được. Bị dọa rồi à, hoàng đảo chủ có chút không vui chừng mắt nhìn ba người,
quát mắng, chỉ là chết mỗi một người thôi, sau này chúng ta còn phải đối phó nhiều người hơn nữa đấy, giữ vững tinh thần đi. Hoàng đảo chủ, sau lưng ngươi, Sử Bội La nhìn không được nhắc nhở. Hoàng đảo chủ sững sờ, lập tức quay người lại, sau đó cổ họng liền bị chế trụ. Ngươi mới chết đấy, Hạ Thiên một tay giữ cổ họng Hoàng đảo chủ, một tay nắm cửu chỉ kim châm, châm pháp của ngươi quá kém, mặc dù có học lén bổ sung vào nhưng cũng không ăn thua. Nếu ngươi đã thích dùng lôi thì ta sẽ để ngươi hưởng thụ một chút. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hoàng đảo chủ khó khăn phun ra một câu. Ô, ngay cả tiếng người cũng không hiểu hả? Hạ Thiên có chút đồng tình nhìn hắn, sau đó không hề khách khí cắm cửu chỉ kim vào đầu Hoàng đảo chủ, tiếp đó coi hắn giống như rác rưởi ném ra ngoài, vừa vặn đụng vào Cao Vô Ưu, Sử Bội La còn có Thang Bà Bà. Ầm ầm. Đúng lúc này, trong tầng mây lại vang lên một tiếng nổ kịch liệt. Nguy rồi, mọi người mau tránh đi. Ba người Cao Vô Ưu biến sắc, muốn đẩy Hoàng đảo chủ ra nhưng đã không kịp. Quỳnh. Mấy đạo lôi điện màu trắng cực lớn từ trên trời giáng xuống, không những đánh trúng đầu Hoàng đảo chủ, mà còn đánh trúng cả vào ba người Cao Vô Ưu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2429. Còn không bằng dựa vào chính mình. Đảo Sương Nguyệt, cực bắc. Bốn thân ảnh chạy như bay trong rừng rậm, liên tục tránh né những con đom đóm quỷ hỏa kia. Chờ đến một chỗ rộng lớn, rốt cục mới xem như trốn khỏi một kiếp. Bốn người này không phải ai khác mà chính là Ứng Hiểu Nguyệt, Mã Khỉ Linh, Tiêu Diễm Diễm cùng với người đeo mặt nạ quỷ. Đây là nơi vớ vẩn nào thế? Tiêu Diễm Diễm không chịu được đầu tiên, nàng chính là thiên kim tiểu thư đó, đã bao giờ trải qua việc mệt nhọc này. Vốn cho rằng tham gia trường sinh hội chỉ là lướt qua sân khấu, cùng lắm là đi ra ngoài du lịch nghỉ ngơi, kết quả lại ầm ĩ đến mức ảnh hưởng đến tính mạng, ta thực sự không chịu nổi nữa, ta phải trở về Tiêu đảo, ta muốn về nhà. Nếu như là lúc bình thường, nàng nói như thế nhất định sẽ có người mở miệng phê bình hai câu, dù sao được nuông chiều từ bé cũng không phải chuyện tốt, hơn nữa cũng dễ dàng làm cho người ta phản cảm. Có điều tình huống hiện tại chính là mọi người vừa trở về từ cõi chết, khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ muốn về nhà. Kiểu địa phương quỷ quái này ai mà thích đến chứ? Trong thời gian ngắn chắc chắn không về được. Mã Khỉ Linh dáng vẻ như thường, chỉ mặt trăng trên cao, chúng ta phải ở trên đảo này ít nhất 7 ngày, chờ đến khi hiện tượng trăng tròn biến mất mới có thể về. Tiêu Diễm Diễm có chút không hiểu, không phải trăng tròn chỉ có một ngày thôi sao? Đây là đảo Sương Nguyệt, người mặt quỷ lạnh nhạt nói. Đảo Sương Nguyệt thì sao? Chẳng lẽ không phải ở trên địa cầu hả? Tiêu Diễm Diễm có chút không phục mắng lại. Đây là chốn khôi phục linh khí, hơn nữa Sương Nguyệt đúng là không giống với địa cầu. Ứng Hiểu Nguyệt điều chỉnh khí tức, sau đó nhìn xung quanh, vậy nên thay vì phàn nàn thì chi bằng mọi người đoàn kết lại, nếu không thật sự không sống sót nổi trong vòng 7 ngày tới. Đoàn kết, Tiêu Diễm Diễm cười lạnh một tiếng, ta thấy không cần đâu, không chừng mấy người xấu xa các ngươi bán ta đi thì chết. Ứng Hiểu Nguyệt cười nhạo nói, chẳng lẽ ngươi mang ý tốt tới Tiêu à? Ở đây giả trang trong sạch cái gì? Ngươi nói gì đấy? Tiêu Diễm Diễm giận tím mặt, chỉ vào Ứng Hiểu Nguyệt nói, ta thấy ở đây ngươi là kẻ xấu, tâm tư nặng nhất, chưa biết chừng khi nào sẽ đâm cho chúng ta một đao đâu. Ta thèm vào mà để ý ngươi. Ứng Hiểu Nguyệt lạnh giọng nói, ta không ngại thanh minh trước, mục đích ta đến trên đảo này là vì Âm Hậu. Các ngươi đừng tranh với ta, người đó nhất định phải là của ta. Âm Hậu, Tiêu Diễm Diễm không khỏi mắng một câu, đó không phải là một lão bà sống hơn trăm tuổi à, người muốn bà ta làm gì? Mã Khỉ Linh cười khẽ, nàng ta cũng không phải lão bà đơn giản như vậy đâu, mà là một lão yêu bà, người xem thường nàng ta sẽ chết rất khó coi. Các ngươi tới đảo Sương Nguyệt là vì gì? Tiêu Diễm Diễm thận trọng nhìn Mã Khỉ Linh, rồi quay sang người mặt quỷ, còn ngươi nữa đấy, sao cứ đeo mặt nạ làm gì, không dám cho người ta xem diện mạo thật hả? Tiểu cô nương, vẫn nên bớt tò mò đi. Mã Khỉ Linh cười khẽ, vừa đập vừa cào, chúng ta tới đây làm cái gì chẳng liên quan gì đến ngươi, coi chừng biết nhiều quá lại không thoát thân được. Tiêu Diễm Diễm cũng có chút lo lắng vấn đề này, chỉ là không thoải mái với thái độ của Mã Khỉ Linh, ta mới không thèm để ý mục đích của các ngươi, tóm lại ta không thấy hứng thú gì với thứ trên đảo này, tham gia trường sinh hội cũng là nhiệm vụ trong tộc giao cho. Vậy nên các ngươi có tâm cơ thủ đoạn cũng gì đó cũng đừng nhầm vào ta chỉ muốn sống sót trở về thôi. Vậy thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại,
giọng điệu của người mặt quỷ vẫn hờ hững như trước, chỉ là lời nói tương đối không khách khí. Tiêu Diễm Diễm nghe vậy liền tức giận, đang muốn nói cái gì thì bỗng thấy chân trời phía xa có mấy đạo thiên lôi đánh xuống, bị dọa sợ đến mức im bặt. Nơi đó có biến, chúng ta có nên qua đó xem không? Ứng Hiểu Nguyệt dĩ nhiên cũng nhìn thấy tình huống kia, quay đầu nhìn về phía Mã Khỉ Linh và người mặt quỷ, nhưng hình như đằng trước không có đường, rồi còn không biết có ẩn chứa nguy hiểm gì hay không. Mã Khỉ Linh nói với Ứng Hiểu Nguyệt, không phải ngươi từng ở trên đảo sao, chẳng lẽ một chút ấn tượng cũng không có. Lúc đó là hồi ta còn bé xíu, hơn nữa người trên đảo đều sẽ uống thuốc làm mở trí nhớ. Ứng Hiểu Nguyệt phàn nàn nói, huống hồ trận pháp nơi này cứ cách một khoảng thời gian là sẽ thay đổi, cho dù ta lợi hại hơn nữa thì cũng không biết tình huống bây giờ thế nào. Vậy cẩn thận một chút, qua đó coi sao. Mã Khỉ Linh cảm thấy ngồi chờ chết không phải biện pháp gì tốt, nếu như có thể gặp được Hạ Thiên thì tốt, có hắn sẽ tiết kiệm không ít việc. Ứng Hiểu Nguyệt vô cùng đồng ý với câu này, mặc dù nàng có mối thù giết đệ với Hạ Thiên, nhưng cũng không thể không thừa nhận, tên kia thật sự là kẻ cái gì cũng làm được, khiến người ta có cảm giác cực kỳ an toàn. Ngược lại ta cảm thấy tên kia chẳng lợi hại tí nào. Tiêu Diễm Diễm không đồng ý với quan điểm của Mã Khỉ Linh, Hạ Thiên ở trong ấn tượng của nàng là một kẻ rất háo sắc, là tiểu bạch kiểm không có bản lĩnh, thay vì trông cậy vào hắn, còn không bằng dựa vào chính mình. Ứng Hiểu Nguyệt khẽ hừ một tiếng, lười giải thích cho nữ nhân này biết. Chỗ thần kỳ của Hạ Thiên ngoại trừ người thân của hắn ra, thì cũng chỉ có người từng chiến đấu với hắn là biết rõ nhất. Nàng cũng phải ăn không ít khổ, bỏ ra không biết bao nhiêu cái giá để biết rõ điểm ấy. May mà nàng tỉnh ngộ sớm, bằng không để giống tên đệ đệ ngu xuẩn kia của nàng, có lẽ mộ nàng đã xanh cỏ rồi. Chương 2430, tộc trưởng mới tên là Hạ Thiên. Bốn người Ứng Hiểu Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí di chuyển trong rừng, cố gắng không kinh động đến động vật nguy hiểm nơi đây. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng các nàng cũng đến chỗ bị lôi điện đánh xuống. Hả, hình như ở đây vừa xảy ra một trận chiến. Mã Khỉ Linh liếc mắt đã nhìn ra chút manh mối. Người mặt quỷ cũng có phát hiện kinh người, là đám người hoàng đảo chủ. Không phải chứ, bọn hắn chết thảm như vậy. Tiêu Diễm Diễm theo phương hướng người mặt quỷ chỉ liền phát hiện mấy xác chết đen thui, tử trạng tương đối thê thảm, đúng là không đành lòng nhìn thẳng, có điều sao lại bị thiên lôi đánh chết. Ứng Hiểu Nguyệt có chút hiểu biết với hoàng đảo chủ, không khỏi suy đoán nói, đây không phải là thiên lôi, mà là lôi pháp mà hoàng đảo chủ triệu hoán ra. Ý của ngươi là hắn triệu hoán ra lôi pháp, sau đó tự đánh chết mình. Tiêu Diễm Diễm cảm thấy sức tưởng tượng của Ứng Hiểu Nguyệt quá lớn, bọn hắn ngu như thế à? Hoàng đảo chủ đâu cần lôi kéo mấy người xử bội la, đoạn nhất lang chôn cùng. Hừm, không có thi thể của Cao Vô Ưu, người mặt quỷ bỗng nhiên lại có phát hiện. Ba người khác không khỏi liếc qua, dựa vào ánh mắt hơn người của các nàng, chỉ cần nhìn phát đã nhận ra ba xác chết kia chính là hoàng đảo chủ, sử bội la và đoạn nhất lang, ngoài ra còn có hai đoạn xác chết cháy đen hình như thuộc về một người, chính là thang bà làm cho người ta chán ghét. Chẳng lẽ bọn họ bị Cao Vô Ưu giết chết? Tiêu Diễm Diễm lại có phán đoán, có thể đấy, thân phận của Cao Vô Ưu vốn kỳ lạ, cái gì mà U Minh Cao ra chứ, rõ ràng là hoàng đảo chủ cứng rắn nhét vào. Khẳng định hắn có vấn đề, không chừng là nội chiến hoàng đảo chủ làm ra, sau đó. Không phải, người mặt quỷ trực tiếp ngắt lời Tiêu Diễm Diễm, ở đây còn có những người khác, hơn nữa có quan hệ thù địch với đám người hoàng đảo chủ. Rất có thể là hoàng đảo chủ bao vây người nào đó, kết quả bị giết ngược. Tiêu Diễm Diễm cũng cẩn thận xem xét từ thi tích đến địa hình nửa ngày, nhưng lại không phát hiện ra gì, không khỏi có chút hoài nghi, người dựa vào cái gì mà nói như vậy. Nhìn vết tích chiến đấu là biết, Mã Khỉ Linh ở bên cạnh nhắc nhở. Tiêu Diễm Diễm lúc này mới chú ý tới mấy cái hố cùng với khí tức sót lại trong không khí, chậm rãi đồng ý phán đoán của người mặt quỷ, ở trên đảo thật sự có người lợi hại như vậy sao? Tu vi của hoàng đảo chủ đâu có thấp, lại thêm đám người đoạn nhất lang nữa, đáng nhẽ không có ai là đối thủ của bọn hắn mới đúng. Có, hiện tại có ít nhất ba người, Ứng Hiểu Nguyệt nặng nề nói. Tiêu Diễm Diễm hỏi, ba người nào? Đó chính là Âm Hậu, lão môn chủ của Âm Y Môn. Ứng Hiểu Nguyệt dừng lại một giây, nói tiếp, người còn lại chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên thì thôi, Tiêu Diễm Diễm không cho là đúng khoát tay, cơ mà Âm Hậu và lão môn chủ của Âm Y Môn thật sự lợi hại thế sao? Lão môn chủ không phải người của Tiêu gia các ngươi à,
chẳng lẽ ngươi lại không biết lai lịch của hắn? Mã Khỉ Linh có nghi ngờ nhìn Tiêu Diễm Diễm. Tiêu Diễm Diễm trực tiếp lắc đầu, tỏ vẻ ai biết được, sao ta có thể cảm thấy hứng thú với những lão già kia chứ? Ta chỉ đi nghỉ phép rồi thuận tiện xử lý một nhiệm vụ trong tộc giao cho. Lời này không biết thật hay giả, ba người khác rõ ràng cũng không để ý. Nữ nhân này trước khi lên đảo biển hiện là kẻ cao thâm khó dò, bây giờ lại giả điên giả ngốc, lời nói rào chắn trước sau, khẳng định là có vấn đề. Có điều hình như lúc chúng ta tiến vào đảo Sương Nguyệt cũng đâu thấy lão môn chủ. Tiêu Diễm Diễm có chút kỳ quái nói, nếu như hắn thật sự ở đây thì hắn vào bằng cách nào, không phải nói trận pháp chỉ được 6 người thôi sao? Ứng Hiểu Nguyệt đáp, đương nhiên có người động tay động chân vào trận pháp. Ai? Tiêu Diễm Diễm vội hỏi. Không phải Hạ Thiên, mà chính là người trên đảo Sương Nguyệt. Ứng Hiểu Nguyệt trả lời. Ngươi chắc chắn không? Tiêu Diễm Diễm vẫn không tin Hạ Thiên có năng lực mạnh như vậy, nếu như là người trên đảo vậy hẳn là biết rõ việc chúng ta muốn lên đảo. Thế chẳng phải trên đảo này có vô số cạm bẫy đang chờ chúng ta sao? Ha ha, cuối cùng ngươi cũng không còn ngốc nghếch nữa. Mã Khỉ Linh không biết là tán dương hay là giễu cợt nói một câu. Người mặt quỷ bỗng dưng lên tiếng, có người tới, mọi người cẩn thận chút. Hắn vừa dứt lời liền thấy mấy chục bóng người màu trắng xuất hiện trước mặt các nàng, ngay cả thời gian để trốn cũng không có. Người tới là khách, tộc trưởng chúng ta mời mấy vị vào trong thánh địa ngồi một lát. Một lão già trên đầu cắm lông vũ trắng, có vòng râu quai nón tách đám người ra, liếc nhìn bốn người Ứng Hiểu Nguyệt. Tiêu Diễm Diễm khó chịu nói, các ngươi thế này là mời hả, chỉ sợ muốn bắt chúng ta thì có. Là mời, lão già râu trắng thản nhiên nói, hơn nữa người các ngươi muốn tìm, đồ các ngươi muốn tìm, việc muốn biết đều sẽ được tộc trưởng chúng ta giải đáp. Tiêu Diễm Diễm lại hỏi, tộc trưởng của các ngươi là ai? Ngươi hỏi tộc trưởng cũ hay là tộc trưởng mới? Lão già râu trắng hỏi. Ứng Hiểu Nguyệt cảm giác có chút không đúng, từ khi nào mà các ngươi có hai tộc trưởng? Đương nhiên là vừa nãy. Lão già kia cười đáp, tộc trưởng mới tên là Hạ Thiên, có lẽ các ngươi đều biết nhỉ. Ai? Chương 2431, ăn nói cẩn thận nếu không ta sẽ đánh ngươi. Nửa tiếng trước, sau khi giải quyết xong hoàng đảo chủ với mấy đồng bọn của hắn, Hạ Thiên rời đi cùng thiếu nữ váy trắng, đi gặp người tên là Huyền Âm tộc tộc trưởng, thuận tiện biết rõ tại sao khí tức trên người thiếu nữ này lại giống với Y Tiểu Âm. Vợ tương lai, tộc trưởng của các ngươi là nam hay nữ? Hạ Thiên đi theo sau lưng thiếu nữ váy trắng, hơi nhàm chán hỏi. Ngươi đừng kêu loạn nữa, được không? Thiếu nữ váy trắng thực sự không chịu được xưng hô này của Hạ Thiên, cứ quen miệng kêu réo vợ, vợ ta tên Bạch Tiêm Tiêm, ngươi có thể gọi ta là Bạch Tiểu Thư, hoặc là Tiêm Tiêm Tiểu Thư. Hạ Thiên cười hì hì, đó là cách gọi của người khác, ta là chồng tương lai của nàng, đương nhiên phải khác biệt. Thôi, ngươi thích gọi thế nào thì kệ ngươi. Bạch Tiêm Tiêm cũng biết sơ sơ Hạ Thiên là người có tính tình gì, trực tiếp trả lời câu hỏi của Hạ Thiên, tộc trưởng của bọn ta là nam, hơn nữa đã hơn 100 tuổi. Hạ Thiên lại hỏi, vậy nàng với hắn có quan hệ gì không, là cháu gái của hắn à? Không phải, Bạch Tiêm Tiêm trực tiếp lắc đầu, ta với tộc trưởng cũng không có quan hệ máu mủ gì. Chẳng phải nàng là thánh nữ của Huyền Âm tộc sao? Hạ Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, vậy mà không có quan hệ gì với tộc trưởng à? Bạch Tiêm Tiêm nhìn Hạ Thiên một cách ý vị thâm trường, tức giận nói, ai nói tộc trưởng là nhất định phải có quan hệ máu mủ với thánh nữ thế? Chuyện này đúng thật là không có. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nhưng trong tiểu thuyết đều ghi như thế, trong một ít phim điện ảnh, phim truyền hình cũng diễn như vậy. Tiểu thuyết, điện ảnh, phim truyền hình, vẻ mặt của Bạch Tiêm Tiêm nghi hoặc, rất là khó hiểu, người đang nói cái gì vậy? Hạ Thiên hơi kinh ngạc, không phải chứ? Đừng bảo các ngươi sống theo xã hội nguyên thủy đó nha. Sao nghe còn thảm hơn lúc ta sống ở núi Thanh Phong khi xưa vậy? Ta biết rồi, khuôn mặt tươi cười của Bạch Tiêm Tiêm lộ ra từng tí vẻ say mê, những cái mà ngươi nói đều là những thứ mà ở thế giới bên ngoài mới có thì phải, chờ có dịp ta nhất định phải ra ngoài xem. Hạ Thiên trực tiếp nói, muốn đi thì đi thôi, tại sao phải chờ có dịp? Ta là Huyền Âm tộc thánh nữ. Đời này phỏng chừng cũng chỉ có thể sống trên đảo đến cuối đời. Bạch Tiêm Tiêm khẽ thở dài một cái, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra thần sắc mang nhiều sự tiếc nuối và kiên nghị, nếu như không thể giải trừ nguyền rủa của Huyền Âm tộc, coi như ta ra khỏi đảo, cũng không sống được mấy ngày.
ta nhìn không thấy bất kỳ nguyền rủa gì trên người nàng cả. Hạ Thiên đánh giá khắp người Bạch Tiêm Tiêm, chỉ thấy chỗ mã không tệ, muốn ngực có ngực, muốn chân có chân, hơn nữa còn rất cân xứng, cũng coi như là thân hình nóng bỏng, là kiểu người mà ta thích. Bạch Tiêm Tiêm cạn lời lườm Hạ Thiên một cái, bất mãn nói, thật không biết tại sao tộc trưởng lại coi trọng hạng người như ngươi. Coi trọng ta hả, cho ta xin, ta không có hứng thú với một lão già hơn trăm tuổi đâu, nếu mà ngươi coi trọng ta, vậy ta còn có thể chấp nhận. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tộc trưởng tìm ngươi là có chuyện hệ trọng, hắn không thích hạng người không đúng đắn, tốt nhất là ngươi chú ý tí đi. Đôi mi thanh tú của Bạch Tiêm Tiêm cau lại, bất mãn chừng Hạ Thiên một cái, hơn nữa, lần này còn có khách quý đến thăm, đến lúc đó, ngươi cũng chớ làm loạn. Hạ Thiên trịnh trọng nói, ta chưa bao giờ sằng bậy, luôn là công dân tốt tuân theo pháp luật. Lời mà ngươi vừa nói, liệu chính bản thân ngươi có tin không? Mặc dù Bạch Tiêm Tiêm hiểu quá rõ về con người của Hạ Thiên, nhưng lời nói khi nãy, căn bản không có tí liên quan gì đến bốn chữ tuân theo pháp luật, mà trái lại miệng lưỡi hắn còn hết sức trơn tru, trắng trợn không chút kiêng dè. Tin chứ, sao không tin cho được, ta chính là người như vậy mà. Hạ Thiên mặt đầy chân thành, ta chưa bao giờ nói láo, cũng không thích dở trò bịp bợm, ta nói gì, thì chính là đó. Bạch Tiêm Tiêm mắng một tiếng, ta tin ngươi mới lạ. Sau một hồi, hai người đã rời khỏi khu rừng rậm rạp. Từ xa liền có thể thấy một dãy nhà, đó là nhà được xây từ những tảng đá, cũng không cao cho lắm, chỉ một hai tầng, nhưng kiểu dáng vô cùng quái dị, rất khác so với bất kỳ khu vực nào trên trái đất. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có người chào hỏi với Bạch Tiêm Tiêm, xem ra danh vọng của nàng ở trong tộc không thấp. Đương nhiên, những người đó cũng sẽ nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt khác thường, vừa có chút hâm mộ, vừa có chút đố kỵ, nhưng lạ là còn có đồng tình và thương hại. Lúc này, xuất hiện một đám người mặc áo bào trắng bó sát người, có một nam tử trẻ tay cầm cây gậy làm bằng cỏ tranh đi tới trước mặt Bạch Tiêm Tiêm và Hạ Thiên. Nam tử cầm đầu ấy có vóc dáng cực kỳ cao to, có lẽ cao hơn 2 mét, mặt mũi cân đối, chỉ là đôi mắt lúc nào cũng lóe lên ánh sáng màu xám, hết sức quỷ dị. Tiêm Tiêm, trở lại sớm vậy. Nam tử cao to nhìn thấy Bạch Tiêm Tiêm thản nhiên lộ ra nụ cười trong sáng, sau đó ánh mắt lướt qua nàng, nhìn tới Hạ Thiên. Người này chính là người mà tộc trưởng muốn ngươi tìm à? Kỳ Thạch ca ca, ngươi là mới đi ra từ thánh điện, phải không? Bạch Tiêm Tiêm hiển nhiên khá thân với nam tử cao to ở trước mặt này, cười cười đáp lại, đúng, hắn chính là Hạ Thiên, người mà tộc trưởng muốn tìm. Nam tử cao to đánh giá Hạ Thiên từ trên xuống dưới, cười mà không phải cười, nói, ta có nghe nói về ngươi, ngươi tên là Xuân Thiên hay Thu Thiên gì đó, ở bên ngoài được xưng là tiểu bác sĩ số một thiên hạ. Ngay cả y tiểu thư cũng tán thưởng ngươi rất nhiều, nhưng mà ta thấy ngươi trông có vẻ thường thường không có gì đặc biệt, cũng không có chỗ nào đáng để tán thưởng cả. Hạ Thiên khó chịu nhìn người này, lười biếng nói, sửa lại một xíu, ta tên Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ, không phải là tiểu bác sĩ gì, mà là thần y số một thiên hạ. Tốt nhất là ngươi phải ăn nói cẩn thận, nếu không thì ta sẽ đánh ngươi. Chương 2432, Bạch Kỳ Thạch. Ha ha ha, nam tử cao to nghe xong Hạ Thiên nói, không khỏi ôm bụng, bắt đầu cười như điên, đánh ta. Ngươi có biết ta là ai không? Hạ Thiên bĩu môi, ngươi là ai, ta không quan tâm, hơn nữa chuyện này cũng không liên quan gì tới việc ta muốn đánh ngươi. Tiêm Tiêm, ngươi dẫn hắn đi vào, chẳng lẽ ngươi không nói tỉ mỉ với hắn về chuyện huyền âm tộc của chúng ta à? Nam tử cao to cười ha ha, chẳng qua là cảm thấy Hạ Thiên có chút vô tri không biết sợ. Không khỏi nói với Bạch Tiêm Tiêm, nói thế nào thì hắn cũng là khách, vừa không thể che giấu, vừa không thể lừa gạt, lỡ mà hắn mất mạng ở trên đảo, chúng ta cũng không thể ăn nói với y tiểu thư. Vợ y ở chỗ các ngươi à? Hạ Thiên nghe thấy có nhắc tới y tiểu âm, không khỏi hỏi một câu. Nam tử cao to liếc Hạ Thiên một cái, lạnh nhạt nói, ta không biết vợ y trong miệng ngươi là ai, nhưng y tiểu âm tiểu thư đúng thật là làm khách trong thánh điện của bọn ta, bây giờ đang ở đại sảnh. Ngươi thực sự là ngu xuẩn, y tiểu âm chính là vợ y của ta. Hạ Thiên biết được tin tức của y tiểu âm, đương nhiên là chẳng muốn nói nhảm với những người không phận sự này, nói với Bạch Tiêm Tiêm, vợ tương lai, nàng mau mang ta đi tìm vợ y đi, đã lâu không gặp lại, chắc là nàng ấy rất nhớ ta. Nam tử cao to không tiếp tục để ý tới Hạ Thiên, chỉ là nói với Bạch Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm, việc ngày đó mà ta đã nói với ngươi, ngươi suy tính thế nào rồi? Phải biết thời gian cũng không còn nhiều.
vợ tương lai, nàng không cần suy tính, đồ đần này không có ý tốt với nàng, hắn cũng không giúp nàng được cái gì đâu. Lúc này, Hạ Thiên bỗng nhiên nói với Bạch Tiêm Tiêm, nàng có vấn đề gì, thì cứ trực tiếp tìm ta là được, ta tuyệt đối có thể thu xếp mọi chuyện giúp nàng. Ngươi nói cái gì, nam tử cao to vốn cũng không để Hạ Thiên ở trong mắt, chỉ là không nghĩ tới tiểu tử này lại còn dám kiếm kế ly gián, lập tức phẫn nộ quát tiểu tử, ngươi nói hưu nói vượn gì đấy, có tin ta một quyền đánh nổ đầu của ngươi không? Hạ Thiên lười biếng nói, một quyền không đánh nổ đầu ta được đâu, ngươi cũng không đụng được nửa sợi lông của ta. Thật sao, nam tử cao to mặt đầy xem thường, thò tay liền chụp vào vạt áo trước của Hạ Thiên, sau đó nhấc lên, sau đó lại nhẹ nhàng ném một cái, trực tiếp ném người bay ra ngoài. Chỉ thấy cả người Hạ Thiên bay ra xa mười mấy mét, nặng nề đập vào một ngôi nhà, sau đó nặng nề té xuống đất, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ha ha ha, đây chính là đệ nhất thiên hạ à. Vẻ khinh bỉ trong mắt nam tử cao to càng nhiều, nói với Bạch Tiêm Tiêm, loại phế vật này, ngay cả tư cách lên đảo cũng không có, không biết tộc trưởng rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Tộc trưởng các ngươi đang suy nghĩ gì, ta không biết. Bỗng có một giọng nói lười biếng vang lên ở một bên, cười hì hì nói, thế nhưng ta biết, ngươi hình như là vứt nhầm người rồi. Nam tử cao to sững sờ, quay đầu nhìn lại, phát hiện Hạ Thiên còn lành lặn đứng ở bên cạnh, lại quay đầu nhìn về phía người vừa bị hắn vứt bay, thình lình biến thành đồng bọn của hắn. Có chuyện gì vậy? Nam tử cao to kinh ngạc không thôi, nhất thời có chút mơ hồ. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tiêm Tiêm cũng đầy vẻ nghi hoặc, vừa nãy nàng tận mắt nhìn thấy nam tử cao to bắt được vạt áo của Hạ Thiên, sau đó ném hắn ra ngoài, làm sao người nằm trên đất bây giờ lại biến thành người khác chứ? Đến tột cùng là nam tử cao to bắt nhầm người ngay từ đầu, hay là Hạ Thiên đã đổi người vào khoảng thời gian nào đó rồi? Thật sự là khó hiểu. Dám đùa ta, người đây là đang tìm đường chết. Nam tử cao to cũng không biết Hạ Thiên dùng thủ đoạn đùa bỡn gì, nhưng cuối cùng cũng xem như là biết được tiểu tử trước mặt không phải là người bình thường, đồng thời đáy lòng cũng dâng lên một cỗ lửa giận vì bị trêu đùa, không khỏi bóp chặt nắm đấm to gần bằng cái đầu của Hạ Thiên, quơ quơ về phía Hạ Thiên. Kỳ Thạch ca ca, ngươi chớ làm loạn, hắn chính là người mà tộc trưởng chỉ đích danh muốn tìm. Bạch Tiêm Tiêm sợ hết cả hồn, nàng biết rất rõ thực lực của nam tử cao to này. Đây chính là đại lực sĩ trời sinh trăm năm có một trong tộc, bằng vào nắm đấm có thể khai phá đổi núi, đừng nói người, mà kể cả một con trâu rừng cũng không đánh lại hắn. Yên tâm, ta sẽ giảm lực, không có đánh chết hắn đâu. Nam tử cao to từ trước đến giờ có một nguyên tắc, đó chính là quyền mà mình đánh ra chưa từng có đạo lý giảm bớt, nhưng Bạch Tiêm Tiêm đã nói như vậy rồi, hắn vẫn phải nghe theo bản năng giữ lại vài phần lực, chỉ muốn cho Hạ Thiên một bài học sâu sắc khó quên mà thôi. Bạch Tiêm Tiêm thấy không khuyên nổi nam tử cao to, ngược lại nói với Hạ Thiên, ngươi mau tránh ra đi, quyền của Kỳ Thạch ca ca không phải là chuyện đùa đâu, nếu mà ngươi cứng đối cứng, sẽ bị đánh chết. Trên thế giới này, người có thể đánh chết ta, căn bản không tồn tại. Hạ Thiên vẫn là bộ dáng hờ hững kia, hơn nữa quyền của hắn, lực đạo quá yếu, phỏng chừng cũng không đủ để gãi ngứa ta, còn chưa mạnh bằng quyền của cửu nha đầu. Ngông cuồng thật, thế ngươi đi chết đi. Nam tử cao to vốn chỉ muốn ra oai phủ đầu với Hạ Thiên, không ngờ rằng lại còn bị đối phương khinh bỉ, đáy lòng dâng lên sát cơ, trong nháy mắt dùng tới 7-8 phần lực đạo, nặng nề đánh về phía Hạ Thiên. Quyền chưa tới, kình phong đã vỡ. Một dòng khí màu trắng trực tiếp nổ tung ở trước người Hạ Thiên. Chương 2433, đừng có si tâm vọng tưởng nữa. Oanh! Một tiếng vang to lớn. Nơi mà Hạ Thiên đang đứng đều bị khí kình mạnh liệt phá vỡ thành hố sâu, phỏng chừng Hạ Thiên đã chết đến nỗi ngay cả cặn cũng không còn. Bạch Tiêm Tiêm không đành lòng nhìn thấy thảm trạng của Hạ Thiên, đành phải che kín hai mắt của mình. Khi còn bé nàng đã tận mắt nhìn thấy một quyền tùy ý của nam tử cao to, liền đánh nổ một con trâu rừng to lớn và cường tráng. Loại cảnh tượng máu thịt tung tóe, xương cốt đổ nát kia, hầu như đã thành ám ảnh trong lòng nàng. Làm cho nàng gặp phải ác mộng trong một thời gian dài. Đây cũng là lý do mà nàng kính nể nhưng không thể gần gũi với nam tử cao to đó. Bạch Tiêm Tiêm tuy tuổi tác còn nhỏ, nhưng cũng không phải là cái gì cũng không hiểu. Nam tử cao to nảy sinh tình cảm với nàng, nàng đã sớm nhận ra, chẳng qua là nàng không cách nào tiếp nhận nó. Nhưng song song với đó, bởi vì e ngại uy danh của đối phương ở trong tộc, nàng cũng không thể trực tiếp cự tuyệt. Lần này, Đảo Sương Nguyệt gỡ bỏ lệnh cấm đảo,
cho phép người ngoài tiến vào trong đảo, là vì một việc lớn trong tộc, và đồng thời cũng là ý định tuyển chồng cho nàng. Hạ Thiên, chính là một trong những người mà tộc trưởng chọn chúng. Bạch Tiêm Tiêm biết rất rõ tộc trưởng tìm Hạ Thiên là vì cái gì. Nam tử cao to đương nhiên cũng biết, cho nên mới xem Hạ Thiên như kẻ thù, thậm chí vừa gặp mặt liền đã lộ sát cơ. Một quyền này của hắn, phỏng chừng trong lòng hắn đã sớm ấp ủ vô số lần, mặc dù không thể giết Hạ Thiên, nhưng tuyệt đối có thể khiến cho Hạ Thiên không cách nào xuất hiện ở trước mặt tộc trưởng. Trước kia, Bạch Tiêm Tiêm không quen biết Hạ Thiên, sau khi nhìn thấy Hạ Thiên, cũng không có suy nghĩ thừa thãi nào, chỉ là tuân theo ý của tộc trưởng dẫn hắn đi thánh điện, còn chuyện sau đó, nàng cũng không cách nào can thiệp. Nàng không thích cái cảm giác số phận của bản thân bị người ta sắp đặt, chỉ là nàng không có năng lực để phản kháng. Vào thời khắc nam tử cao to ngăn nàng và Hạ Thiên lại, Bạch Tiêm Tiêm kỳ thực đã dự đoán trước được sẽ phát sinh loại chuyện như này, kiêu ngạo như nàng cũng thật muốn biết thực lực của Hạ Thiên đến tột cùng là như nào, cho nên nàng mặc kệ nam tử cao to thăm dò Hạ Thiên, chỉ là không nghĩ rằng vừa gặp liền đã là tràng cảnh ta sống ngươi chết, khiến cho nàng giật mình không thôi, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp nữa rồi. Chuyện này không thể trách ta, là do ngươi tự tìm. Nam tử cao to hừ lạnh một tiếng, thu hồi nắm đấm, nói với Bạch Tiêm Tiêm, ngươi đi nói với tộc trưởng, tên Hạ Thiên này trực tiếp bị gạch tên, cứ xem như trước giờ hắn chưa từng tới đảo. Bạch Tiêm Tiêm mím môi, không nói lời nào. Tiêm Tiêm, đừng bảo ngươi động lòng trước tiểu tử này nha. Nam tử cao to hơi có chút không vui, đôi mắt xám xịt nhìn về phía Bạch Tiêm Tiêm, hôm nay ta cũng không ngại nói thẳng luôn, ngươi là người của Bạch Kỳ Thạch ta, ai cũng không giành được. Cho dù là tên Hạ Thiên này, hay là mấy người trong thánh điện, sớm muộn ta sẽ giải quyết bọn chúng một thể. Thánh nữ của Huyền Âm tộc chúng ta, sao có thể tiện nghi cho người ngoài, những thánh nữ trước, ta không quản, nhưng riêng mình ngươi, tuyệt đối không thể gả cho người ngoài đảo. Bạch Tiêm Tiêm khẽ thở dài một cái, mặc dù nàng trốn tránh tộc trưởng, nhưng phỏng chừng cũng khó trốn khỏi nam tử ở trước mắt này, lẽ nào số phận của mình thật sự lênh đênh như vậy sao? Ta nói rồi đó, nam tử cao to múa máy nắm đấm. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía bằng nửa con mắt, nếu có ai không phục, cứ đến tìm ta, bao gồm cả tộc trưởng. Cách đó không xa, có rất nhiều cư dân ở trên đảo đang vây quanh, bọn họ vốn dĩ là đến hóng chuyện, vào lúc này dĩ nhiên cũng nghe được những lời uy hiếp của nam tử cao to đó, người người đều câm như hến, không ai dám lên tiếng. Vợ tương lai của ta chỉ có thể gả cho ta, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng nữa. Không biết Hạ Thiên từ đâu mà xông ra, bĩu môi về phía nam tử cao to. Ngươi vậy mà không chết ư? Nam tử cao to lại lần nữa ngạc nhiên, con mắt trừng lớn tới nỗi sắp rớt ra ngoài, hắn vô cùng chắc chắn nắm đấm vừa nãy tuyệt đối đã đánh trúng lồng ngực của Hạ Thiên, cũng tận mắt nhìn thấy tiểu tử bị oanh thành cặn bã trước quyền kình của hắn, sao mà quay đi ngoảnh lại vẫn còn sống thế này. Bạch Tiêm Tiêm cũng có chút giật mình, ngươi vậy mà không bị gì. Trước đó nàng từng chứng kiến trận chiến giữa Hạ Thiên và đám người Hoàng Đảo Chủ, biết hắn sẽ không dễ chết như vậy, chỉ là không ngờ hắn không chỉ còn sống trước quyền phong của Bạch Kỳ Thạch, mà còn không chịu tí thương thế nào. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, cú đấm của hắn quá yếu và quá chậm, căn bản không tạo được bất kỳ uy hiếp gì cho ta cả, trái lại còn làm ta cảm thấy có chút buồn ngủ. Không đời nào, nam tử cao to không cách nào tiếp nhận sự thực trước mắt. Chỉ vào Hạ Thiên rồi nói, chắc chắn là ngươi đang dở trò âm mưu quỷ kế gì đó, nếu không thì sao có thể lành lặn như vậy được. Đánh nhau chính là đánh nhau, ở trước thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế gì đều là thứ vô dụng mà thôi. Hạ Thiên làm ra giọng điệu dậy đời người ta, cười hì hì nói, nếu ta không hề hấn gì, thế thì chỉ có thể nói là ngươi quá yếu, đừng có kiếm cớ nữa. Ta không tin, ngươi ăn thêm một quyền của ta. Nam tử cao to không nuốt trôi cục tức. Lại lần nữa ra quyền đánh về phía Hạ Thiên, lần này hắn trực tiếp dùng tới 12 thành lực đạo, xem tư thế đó không phải là muốn giết Hạ Thiên, mà lại có phần trông giống như thể phải đánh giết những người ở hiện trường thành cặn bã. Bạch Tiêm Tiêm cũng phát giác nam tử cao to mất kiểm soát, lập tức quát lên, Bạch Kỳ Thạch, người điên rồi à? Nếu mà ngươi dùng toàn lực, các tộc nhân ở xung quanh đều sẽ bị vạ lây. Chương 2434. Hóa ra là như vậy. Không quan tâm, hôm nay ta nhất định phải giết tiểu tử này. Nam tử cao to dĩ nhiên đã bị lửa giận đốt sạch lý trí, đấm một quyền, khí kình màu trắng như lốc xoáy nhào tới Hạ Thiên. Thân hình của Bạch Tiêm Tiêm chợt lui lại,
cũng không quên hô hoán với những tộc nhân còn đang ngơ ngơ ngác ngác, mọi người mau tản ra, trốn vào trong nhà hết đi. Lúc này, đám người vây xem mới bừng tỉnh lại, nhao nhao rít gào lên chạy tán loạn. Đã nói rồi, cú đấm của ngươi. Hạ Thiên hời hợt đưa tay ra, sau đó tùy tiện vỗ một cái, liền chặn lại cú đấm thế như mãnh hổ của nam tử cao to, vô dụng. Trong phút chốc, luồng khí kình như lốc xoáy liền tan thành mây khói. Chuyện này, con ngươi của nam tử cao to sắp chừng rớt cả ra ngoài, trong đầu chỉ hiện lên năm chữ chuyện này không thể nào. Bạch Tiêm Tiêm cũng không nghĩ rằng Hạ Thiên lại có thể dễ dàng tiếp cú đấm của nam tử cao to. Còn tuyệt chiêu gì khác nữa không? Hạ Thiên trịnh trọng hỏi. Nam tử cao to chậm rãi thu hồi nắm đấm của mình, im lặng nửa ngày, con mắt xám xịt cũng cứng đờ bất động. Không còn, vậy cút sang một bên đi. Hạ Thiên chờ một hồi, phát hiện nam tử cao to đã không còn hậu chiêu, lập tức mất hết hứng thú, tiện tay ném nam tử cao to ra ngoài. Các vệ binh áo bào trắng do nam tử cao to chỉ huy thấy thế, lập tức bao vây Hạ Thiên, gậy cỏ tranh trong tay đều chĩa vào yết hầu của Hạ Thiên. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Bạch Tiêm Tiêm thở dài, ra hiệu để những vệ binh áo bào trắng lui ra, ngay cả đội trưởng của các ngươi đều không đánh lại hắn, các ngươi hợp sức lại thì có thể làm gì chứ? Những vệ binh áo bào trắng kia nghĩ thầm cũng phải, đành phải thu hồi gậy cỏ tranh, lui sang một bên. Mang Kỳ Thạch ca ca đến gặp bác sĩ trong tộc đi. Bạch Tiêm Tiêm đuổi bọn vệ binh áo bào trắng đi, sau đó nói với Hạ Thiên, đừng ngớ người nữa, chúng ta đi thánh điện thôi, có lẽ tộc trưởng đã đợi sốt cả ruột rồi. Vẻ mặt của Hạ Thiên vẫn bình thản. Cái gọi là thánh điện, thật ra chỉ là một tháp cao được xây từ những hòn đá tảng, nhưng nhìn không giống như nơi dành cho con người ở, bởi vì thân tháp vô cùng sắc bén và nhỏ hẹp, hơn nữa còn uốn cong không khác gì cái sừng trâu. Trước tháp đá, có một cánh cửa, cao khoảng ngang người, trước cửa có hai vệ binh mặc áo bào đỏ, mang mặt nạ quỷ đang canh gác. Bạch Tiêm Tiêm dẫn Hạ Thiên đi thẳng vào trong, bên trong có một lối đi bí mật dẫn thẳng xuống dưới, trên vách tường có treo những cây đuốc, chiếu sáng xung quanh. Tộc trưởng các ngươi là chuột hay sao mà thích sống dưới đất vậy? Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Đừng nói lung tung, Bạch Tiêm Tiêm bất mãn, trừng trừng Hạ Thiên, tộc trưởng bọn ta có thiên nhĩ thông. Có thể nghe được mọi âm thanh trên đảo. Hạ Thiên không quan tâm cho lắm, nghe được thì sao chứ, có bản lĩnh thì nhảy ra đánh ta nè. Ngươi đừng tưởng rằng đánh thắng Bạch Kỳ Thạch là cảm thấy mình ghê gớm. Lúc này, Bạch Tiêm Tiêm không nhịn được nói cho Hạ Thiên nghe một ít tin tức, đảo Sương Nguyệt bọn ta linh khí dồi dào, cho nên trong tộc thường sẽ có một vài đứa bé trời sinh dị năng. Bạch Kỳ Thạch chỉ là một trong số đó, hắn là trời sinh thần lực, ở trong thế hệ trẻ quả thật rất lợi hại. Nhưng mà gặp phải trưởng bối trong tộc, vẫn chỉ có thể tính là hạng thường. Thật không, vậy trên đảo các ngươi có nhân vật lợi hại nào, nói nghe thử xem. Hạ Thiên cười hì hì nói, để xem liệu có ai có thể chơi với ta thêm một lúc không. Đương nhiên là có, đảo Sương Nguyệt bọn ta chính là một trong cội nguồn linh khí trong thiên hạ. Bạch Tiêm Tiêm cạn lời trước sự tự cao tự đại của Hạ Thiên, trong lòng nảy sinh chút tâm tư hù dọa hắn. Thế là bèn nói, trên đảo người thật sự lợi hại đến mức nằm ngoài sức tưởng tượng có 10 người, tộc trưởng bọn ta thì không cần phải nói, hắn là người tu đạo, tu vi sâu không lường được, mặc dù đã hơn 100 tuổi rồi, nhưng khuôn mặt vẫn giống như thiếu niên. Dưới hắn là 3 vị trưởng lão, bọn hắn cũng đều đã 80, 90 tuổi rồi, tuy không có giữ được hình dáng lúc còn trẻ, nhưng mà thực lực cũng không kém tộc trưởng là bao. Dưới nữa chính là tứ đại hộ pháp. Bọn họ đều là dị năng giả trời sinh, Bạch Kỳ Thạch ở trước mặt bọn họ giống như là tiểu hài tử đối mặt với gã khổng lồ vậy. Hạ Thiên cũng không để tâm đến những lời thổi phồng này, chỉ là hỏi một câu, mới có 8 người, còn 2 người nữa đâu. 2 người còn lại, một là ta, còn người cuối cùng thì e là đã nằm khỏi phạm trù của con người, có thể tính là thần, không, nàng chính là thần trên đảo. Sắc mặt của Bạch Tiêm Tiêm ngưng trọng. Nói, ngươi tốt nhất là cầu nguyện đừng chọc phải nàng, bằng không thì, ông trời cũng không cách nào cứu ngươi được. Hạ Thiên phản bác nói, nàng nói thử người đó là ai xem, ta thật muốn chọc thử một chút. Ngươi biết cũng vô dụng, nàng bế quan quanh năm suốt tháng, ngươi cũng không gặp được. Lúc này, Bạch Tiêm Tiêm lại bắt đầu thừa nước đục thả câu, hy vọng hội trăng tròn lần này có thể kết thúc suôn sẻ, nếu không thì huyền âm tộc bọn ta sẽ có phiền toái lớn. Thôi bỏ đi. Nói cho ngươi chuyện này làm chi, ngươi cũng không hiểu. Nếu Bạch Tiêm Tiêm đã không nói, Hạ Thiên cũng không có hỏi nữa,
thuận miệng đổi đề tài, trên đảo các ngươi có nhân vật lợi hại đến vậy, sao còn để cái tên Bạch Kỳ Thạch hung hăng càn quấy như thế? Bởi vì Bạch Kỳ Thạch chính là huyền tôn chắt nội của tộc trưởng bọn ta. Bạch Tiêm Tiêm mặt lạnh như tiền, nói. Hạ Thiên gật gù, hóa ra là hai đời đảo, à không, là bốn đời. Ta ghét loại người này nhất, lần sau gặp lại, phải đánh thêm một trận nữa. Bạch Tiêm Tiêm không có đáp lại, lặng lẽ đi tiếp. Một lúc sau, bước chân ngừng lại, ngừng ở trước một cửa đá. Rồi, đến rồi đó. Chương 2435, Thánh Điện. Két két. Cửa đá cũ kỹ từ từ mở ra, phát ra tiếng két két chậm chậm. Ngươi tự đi vào trong đi. Bạch Tiêm Tiêm đứng ở cửa ra vào, nhắc nhở với Hạ Thiên, tộc trưởng bọn ta, còn có Y Tỷ Tỷ cũng ở đấy. Khi tiến vào, ngươi cứ đi theo mũi tên chỉ đường, đừng có đi loạn một mình, lỡ mà đạp phải cơ quan, thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Vợ tương lai, nàng không dẫn ta tiến vào à? Hạ Thiên hơi nghi hoặc nhìn Bạch Tiêm Tiêm. Nói lại lần nữa, ta không phải vợ bé của ngươi. Bạch Tiêm Tiêm chừng Hạ Thiên một cái, mím môi, trịnh trọng nói, ta còn có việc khác cần phải làm, đi thẳng một mạch tới trung tâm thánh điện, ngươi cũng không là tiểu hài tử, không cần người khác phải dẫn theo. Hạ Thiên trịnh trọng nói, vợ tương lai, vậy nàng có từng cân nhắc cái khả năng ta là một tên mù đường không? Từ khi phần lớn các bà vợ của hắn đi tới Tiên Vân Đại Lục, thật ra hắn vẫn có chút cô đơn, mặc dù đại doanh hậu cung của hắn lại thêm Lam Y Nhân, Ninh Nhụy Nhụy, Tô Bối Bối, còn có đồ đệ ngoan Triệu Thanh Thanh. Nhưng mà nhân số vẫn còn ít, vất vả lắm mới gặp phải một tiểu mỹ nữ sắc đẹp thượng thừa ở một hòn đảo nhỏ trên biển, đương nhiên phải tìm cách trêu ghẹo. Cứ đi thẳng một mạch, đi tới cuối đường là được, nên dù ngươi là dân mù đường đến đâu cũng sẽ đi được. Bạch Tiêm Tiêm biết Hạ Thiên có ý đồ gì, tức giận nói một câu, ta thật có việc, cần phải đi trước đây. Coi như lạc đường thật, đó cũng là do ngươi tự làm. Dứt lời, Bạch Tiêm Tiêm cũng không quay đầu lại liền rời đi. Hai, lại là một cô vợ không biết nghe lời. Hạ Thiên không khỏi lắc đầu, liền nhớ tới Y Tiểu Âm có thể đang ở bên trong thánh điện, hứng thú lại trỗi dậy, còn may có vợ Y Y đang chờ ta, bằng không, cái hòn đảo nát bét này thật sự chẳng có ý nghĩa gì. Tâm tình của Hạ Thiên khá hoài nghi và mong đợi, chậm rãi đi vào trong cửa đá. Phía sau cửa là một đại sảnh trống rỗng, tính sơ sơ chí to bằng 10 sân đá banh, hơn nữa ở bên trong hoàn toàn trống rỗng. Không có bất kỳ đồ trang trí gì, chỉ là trên mặt đất có không ít đường nét dài ngắn và không đều. Ở đây đâu còn đường đâu. Hạ Thiên nhớ tới những gì mà Bạch Tiêm Tiêm nói trước đó, nói là phía sau cửa có một con đường, có thể dẫn thẳng đến trung tâm thánh điện, nhưng thực tế là hắn không nhìn thấy con đường nào cả, cũng không thấy mũi tên chỉ đường nào. Lẽ nào những đường nét màu trắng chính là mũi tên chỉ đường? Lại quan sát một hồi lâu, Hạ Thiên vẫn chưa nhìn ra được gì. Thế là liền la to, có ai không, mau ra đây. Âm thanh vang vọng trong đại sảnh, cũng không có ai đáp lại hắn. Vợ Y Y, người ở đâu? Hạ Thiên lại kêu thêm một câu, vẫn không có người nào đáp lại. Có điều, Hạ Thiên cũng phát hiện một ít chỗ khác thường, chính là đại sảnh này quá yên tĩnh, chứ âm thanh mà hắn kêu ra, thì hầu như cắt đứt mọi tiếng vang. Nếu đã không có ai phản ứng hắn, thì Hạ Thiên cũng chẳng muốn đứng tại chỗ như một kẻ ngu. Thế là trực tiếp đi thẳng về phía trước, mặc kệ mọi thứ. Chỉ là hắn chưa đi được hai bước, liền thấy những đường nét màu trắng trên mặt đất bỗng sống lại, liên tục đi lại trong lòng đất, hình như là đang sắp xếp và tổ hợp lại. Không lâu lắm, chỉ thấy từng bức tường cao mọc lên từ dưới lòng đất, rất nhanh liền lấp đầy đại sảnh trống rỗng. Tên ngu ngốc nào rãnh vậy, thế mà lại chơi trò hề này. Lần này, Hạ Thiên rốt cuộc thấy được mũi tên chỉ đường vẽ trên vách tường. Chẳng qua là tâm tình lại có đôi chút khó chịu, làm cái cơ quan rách này chi vậy, căn bản chẳng có chút tác dụng nào. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, đứng ở đầu tường, từ trên cao nhìn xuống Hạ Thiên, ha ha, ai nói không có chút tác dụng nào. Ngươi là tên đần từ đâu chui ra đấy? Hạ Thiên ngẩng đầu lên, nhìn người nọ, lười biếng hỏi. Người nọ nhảy xuống từ đầu tường, đứng ở trước người Hạ Thiên, vẻ mặt tươi cười, nói ta không phải là đồ đần. Ta là một trong tứ đại hộ pháp xứ trên đảo Sương Nguyệt, tên là Bạch Như Yên, ngươi có thể gọi ta là Bạch hộ pháp, cũng có thể gọi Bạch pháp xứ. Ta mặc kệ ngươi là hộ pháp xứ, hay là cái đếch gì. Hạ Thiên hơi mất kiên nhẫn, nói thẳng là ngươi muốn làm gì đi, đừng lãng phí thời gian của ta còn phải đi gặp vợ Y Y nữa.
Bạch Như Yên cười khẽ hai tiếng, hơi có chút tiếc nuối, lắc đầu, đáng tiếc thật, ta tới đây thông báo cho ngươi biết, Y Tiểu Âm không muốn gặp ngươi, tộc trưởng bọn ta cũng không có hứng thú để gặp ngươi, cho nên, mời ngươi trở về cho. Dứt lời, lại bổ sung thêm một câu, à, đúng rồi, ngay cảng phía bắc hòn đảo này có một chiếc tàu nhỏ, bây giờ ngươi qua đó, có thể lên tàu, qua một đêm là có thể rời khỏi đảo. Ngươi quả nhiên là tên đần, Hạ Thiên bĩu môi, không thèm để ý người này, trực tiếp lướt qua hắn, đi theo hướng những mũi tên chỉ đường trên tường. Kỳ quái là, Hạ Thiên rõ ràng đã đi về phía trước mấy bước, kết quả vừa dương mắt nhìn, tên bạch hộ pháp kia vẫn cứ đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa, mặt đầy vẻ châm biếm. Muốn đi vào trung tâm thánh điện, cần đi qua 4 tầng cơ quan, mỗi một tầng đều có một hộ pháp trấn thủ. Bạch Như Yên cười một lúc, có chút trào phúng, nói cơ quan của tầng thứ nhất, chính là do ta trấn thủ, cho nên, không có lệnh của ta, người căn bản không nhích được nửa bước. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, bất mãn nói, ghét loại đồ đần như các ngươi nhất, lúc nào cũng cố làm ra vẻ thần bí, làm mấy thứ màu mè hoa lá hẹ này để làm chi, toàn là thứ vô dụng hết. Màu mè hoa lá hẹ, không có tác dụng nào. Bạch Như Yên cười ha hả đến nỗi không ngậm miệng lại được, chỉ vào Hạ Thiên, tiểu tử ngươi thú vị thật đấy, quả nhiên ngông cuồng tự đại một cách khó tin, lúc trước nghe người ta nói về ngươi, ta còn chưa tin cho lắm, hiện tại xem ra ngươi đúng thật là ảo tưởng. Ngươi ảo tưởng là ngươi thì có, Hạ Thiên thuận miệng phản bác, con người của ta, không thích sử dụng vũ lực cho lắm, các bà vợ của ta đều khuyên ta dùng bớt dùng vũ lực, cho nên ngươi có 3 giây để biến cho khuất mắt ta, bằng không, đừng trách ta động thủ đánh ngươi. Chương 2436. Đồ đần. Ha 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 hì hì kha kha kha. Khóe miệng của Bạch Như Yên giật giật, sau đó cố nhịn lại, nhưng lại không nhịn được, bắt đầu ôm bụng phì cười, ngươi thú vị thật đấy chứ, đúng là hài cốt thật. 3, 2, Hạ Thiên chẳng muốn nhìn người này nữa, trực tiếp đếm ngược. Bạch Như Yên vẫn đang cười tại chỗ, không để bụng lời nói của Hạ Thiên chút nào. Sau đó cả người hắn liền nhấc lên khỏi mặt đất, bay ra xa hơn mấy chục mét, nặng nề đập vào tường, không thể động đậy. Không biết đánh nhau, thì đừng lãng phí thời gian của ta. Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi đứng lại đó cho ta. Bạch Như Yên hoàn toàn không nghĩ là mình lại bị người ta đạp bay. Trước đó hắn biết rõ Hạ Thiên sắp động thủ với hắn, nhưng mà thân thể lại không phản ứng kịp. Chờ phản ứng kịp, thì hắn đã dính vào vách tường. Hạ Thiên cảm thấy thật vô vị. Không phản ứng với người này nữa, trực tiếp dọc theo mũi tên chỉ đường, tiếp tục đi. Hạ Thiên, ta bảo ngươi đứng lại. Bạch Như Yên có chút nóng nảy, gào thét về phía Hạ Thiên, nói ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng đi loạn, nơi này chính là địa bàn của ta, không có lệnh của ta, ngươi căn bản không thể đi ra ngoài. Đi được một hồi, Hạ Thiên phát hiện mình quanh đi quẩn lại vẫn trở về chỗ cũ, vừa dương mắt quả nhiên thấy được Bạch Như Yên bị treo trên tường. Nhưng thất khiếu của tiểu tử này đều đang chảy máu, thế mà đã chết rồi. Chết rồi, tên này vô dụng quá. Hạ Thiên không khỏi cảm thán một câu. Trên đỉnh đầu Hạ Thiên vang lên một giọng nói châm biếm, ha ha, ngươi nói ai vô dụng đấy? Ngươi là đồ đần từ đâu tới nữa đấy? Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đầu tường có một bóng người đang đứng. Người kia nhảy xuống, đã rơi xuống phía dưới thi thể của Bạch Như Yên, bèn xoay người đối mặt với Hạ Thiên. Tại hạ là Bạch Như Yên, là một trong tứ đại hộ pháp sứ, phụng mệnh của tộc trưởng, có lòng tới đây đón ngươi. Nếu như ngươi là Bạch Như Yên, thế cái tên chết ở trên vách tường kia là ai? Hạ Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, không khỏi hỏi. Ha ha, ta nghe người ta nói, ngươi có một loại năng lực thần kỳ, chẳng những có thể phân biệt được người tốt người xấu, mà còn có thể biết được suy nghĩ trong lòng người khác, thậm chí có thể biết người khác từng làm gì trong quá khứ. Cái người tự xưng là Bạch Như Yên này, mắt đầy ý cười nhìn Hạ Thiên, có đôi chút thách thức, nói, vậy ngươi thử đoán xem, ta và người chết này, rốt cuộc ai là Bạch Như Yên thật, ai là Bạch Như Yên giả. Ta không có hứng thú chơi với nam, đặc biệt là loại trò chơi nhàm chán này, đúng là phí thời gian. Hạ Thiên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, mất hứng nói, mặc kệ ngươi là thiệt hay giả, nói chung không nhường đường nữa, ngươi lập tức cũng sẽ trở thành người chết. Nếu mà ta chết, thì vẫn sẽ còn những Bạch Như Yên khác tới tìm ngươi. Người nọ lắc đầu, vẻ mặt chỉnh trọng khuyên Hạ Thiên, nói cho nên, nếu như ngươi muốn đi đến cơ quan tiếp theo, thì phải nghe lời ta, làm như vậy mới có thể tiết kiệm một ít thời gian. Hạ Thiên bĩu môi, ngoại trừ các bà vợ của ta ra, ta không nghe ai cả,
cũng không có ai có tư cách để ta nghe lời. Vậy nếu như ta nói, nếu mà ngươi không nghe lời ta, Y Tiểu Âm sẽ gặp nguy hiểm, thì ngươi có nghe hay là không? À, lời còn chưa nói hết, người này liền bay lên trời, nặng nề đập vào bức tường đối diện, và làm bạn với Bạch Như Yên vừa nãy. Đồ đần ngươi lại dám uy hiếp ta, đúng là muốn chết mà. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, lại quay về chỗ cũ, mà trên đầu tường quả nhiên lại thêm một bóng người, đây là một tên mập tướng tá ngây ngô đứng đấy. Ta là Bạch Như Yên, một trong tứ đại hộ pháp sứ trên đảo. Tên mập trắng nở nụ cười, da thịt trên mặt đang chuyển động, trông có phần đáng yêu, tộc trưởng không thích ngươi, bảo ta tới giết ngươi, ngươi chuẩn bị nhận lấy cái chết chưa? Hạ Thiên không có chút do dự nào, trực tiếp thẳng thắn nói, thế tới đi, ngươi xuất chiêu trước thì cũng là ngươi chết trước. Ta không muốn chết, tên béo trắng cười khà khà, trong lúc lờ đãng hơi uốn éo cái đầu, thấy được hai thi thể treo trên tường hai, nhưng mà ta cũng không muốn cho ngươi đi gặp tộc trưởng và Y Tiểu Âm. Ngươi nói xem nên làm như nào mới đúng đây. Tộc trưởng gì đó của các ngươi, ta có gặp hay không, cũng không quan trọng. Vẻ mặt của Hạ Thiên thành thật, nói, nhưng mà Y Tiểu Âm là vợ ta muốn gặp là gặp, ai cũng không can thiệp được. Có đúng không, hai mắt của tên béo trắng hơi nheo lại, vậy ta thích can thiệp đấy thì sao? Hạ Thiên đáp lại, vậy ngươi cũng đi chết đi, hơn nữa đây sẽ là lần cuối cùng, ngươi muốn mượn xác hoàn hồn cũng không được. Mượn xác hoàn hồn, tên béo trắng cười hì hì, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ở trong tầng cơ quan này, ta sở hữu vô số mạng sống, ngươi không giết hết được. Đồ đần, lần này, Hạ Thiên không tiếp tục ra cước, mà là thân ảnh lóe lên, đứng ở trên đầu tường, ngân châm trong tay hiện ra, đâm vào sau đầu tên béo trắng, hiện tại ngươi dùng vô số mạng sống mà ngươi nói cho ta coi thử. Không có tác dụng đâu, ở trong tầng cơ quan này, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Ngươi không thể thắng được. Phốc, tên béo trắng còn chưa nói hết, trợn mắt lên, liền lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó miệng phun máu tươi, té xuống từ đầu tường, hiển nhiên là đã chết. Ngay sau đó, bức tường ầm ầm sụp đổ, chỉ thấy trong khe hở bức tường, có vô số thi thể chất đống, trong đó có mấy chỗ đã trống rỗng. Chương 2437, các ngươi không lường hết được sự lợi hại của hắn. Đảo Sương Nguyệt, trung tâm thánh điện. Ở đây có một phòng mật thất, bị bức tường màu trắng ngăn thành 16 ô vuông nhỏ, mỗi một ô vuông có một đến hai người, mà những người này đều đang nhìn video không chớp mắt. Chủ nhân trong video, thình lình là Hạ Thiên, nội dung đang phát sóng, chính là những hình ảnh của hắn sau khi lên đảo. Trong đó có một phòng ngăn, Y Tiểu Âm ngồi ở đó cùng với một nữ tử xa lạ. Lúc này, nội dung đang phát sóng vẫn chỉ là hình ảnh Hạ Thiên vừa lên đảo. Ngươi cảm thấy hắn có thể bình yên vô sự đến chỗ chúng ta à? Nữ tử xa lạ kia hứng thú nhìn vẻ mặt của Y Tiểu Âm, cười châm biếm hỏi. Đôi mắt đẹp của Y Tiểu Âm nhìn chằm chằm Hạ Thiên trong video, thuận miệng nói, đương nhiên. Ngươi có lòng tin với hắn đến thế à? Nữ tử xa lạ kia có đôi chút ngoài ý muốn, nói, ngươi cũng chào đời ở trên đảo, đã sống qua thời thơ ấu, hẳn phải biết chỗ đáng sợ của nơi này, chưa từng có người ngoài có thể sống sót ở đây. Phải không? Y Tiểu Âm phản bác, hỏi ngược lại, lẽ nào tên hoàng đảo chủ đó là người nhà của ngươi? Hả, tên hoàng trường sinh mà ngươi nói ở tiêu đảo à? Nữ tử xa lạ kia tùy ý nói, tên đó chẳng qua là một con chó mà bọn ta nuôi thôi, hơn nữa mỗi lần hắn đi vào, cũng chỉ có thể hoạt động một vùng xung quanh đảo Sương Nguyệt. Mặc dù người này không thông minh cho lắm, nhưng rất biết điều, từ đầu tới cuối chỉ hợp tác với tiêu hộ pháp sứ. Tiêu lão môn chủ thành hộ pháp sứ rồi hả? Y Tiểu Âm hơi bất ngờ, nàng biết tiêu hộ pháp trong miệng nữ tử này nói chính là môn chủ tiền nhiệm của Âm Y Môn, cũng chính là người mà hơn 20 năm trước bị nàng và Hạ Thiên liên thủ ép mất chức. Từ khi nàng tiếp nhận Âm Y Môn, vị tiêu lão môn chủ đó hầu như đã mai danh ẩn tích, chỉ nghe tin là nàng đã trở về đảo Sương Nguyệt. Đó là tất nhiên, nữ tử xa lạ kia khẽ cười khanh khách, nói, lấy tư chất của nàng, làm trưởng lão là thừa sức. Nếu không phải nàng còn muốn phát triển ở ngoài đảo, thì chỉ sợ vị trí tộc trưởng này của ta cũng có khả năng sẽ thuộc về nàng ta. Y Tiểu Âm cũng không có trả lời. Hai, một mình hắn mang theo 5, 6 cô gái, đúng thật là đa tình. Nữ tử xa lạ kia nhìn hình ảnh trong video, ý vị sâu xa nói, Tiểu Y, lẽ nào ngươi không đố kỵ tí nào sao? Không có gì phải đố kỵ cả. Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói,
những nữ nhân này, ngoại trừ A Cửu ra, hắn không lọt mắt một ai. Khẩu vị kén đến vậy à? Nữ tử xa lạ kia hơi nhíu mày, sau đó buông lời, có điều, ta cũng cực kỳ bất ngờ, lấy tính tình của ngươi, vậy mà san sẻ chồng mình với A Cửu, thực sự là khó mà tin nổi. Y Tiểu Âm thuận miệng nói, ngay cả lão yêu bà sống mấy trăm tuổi đều có, trên thế giới này còn có chuyện khó tin gì nữa chứ? Mắng người không đá xoáy, đây là tố chất. Nữ tử xa lạ bất mãn trừng mắt nhìn Y Tiểu Âm, bất mãn nói, hơn nữa, ta cũng chưa tới mấy trăm tuổi, cũng không phải là lão yêu bà, người ta chính là Hoàng Hoa Đại Khuê nữ 108 tuổi cơ mà. Muốn nói lão yêu bà, âm hậu của chúng ta mới xứng với cái tên này. Y Tiểu Âm ngoái đầu nhìn nàng, người không sợ nàng nghe thấy à? Nghe thấy cũng chẳng sao cả, bây giờ nàng ta còn đang cần ta. Nữ tử xa lạ kia cười nhẹ lắc đầu, trong một khoảng thời gian, nàng vẫn chưa dám giết ta. Chỉ sợ ngươi đã đoán sai tầm quan trọng của ngươi đối với nàng. Y Tiểu Âm không khỏi khuyên nhủ, nói, nàng phát điên, ai cũng không chịu được, ngươi cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi. Nữ tử xa lạ kia cười nhạt, Tiểu Y, ngươi đã trưởng thành không ít, đã biết kiếm kế ly gián. Có điều, ngươi vẫn nên từ bỏ chút kế vặt đó đi, ngoan ngoãn hóng chuyện là được. Những người như chúng ta, chung quy chỉ là người mà thôi, không chạy thoát được khống chế của âm hậu, bao gồm ngươi, nhiều năm quanh đi quẩn lại như vậy, chẳng phải ngươi vẫn quay về đấy sao? Y Tiểu Âm ý vị thâm trường hỏi ngược lại, thế ngươi cho rằng Hạ Thiên là người à? Có ý gì? Nữ tử xa lạ kia không hiểu nói, coi như hắn là tu tiên giả, chỉ cần chưa độ kiếp, thì vẫn chỉ là phàm nhân mà thôi. Mà hắn, ta thấy không giống như là độ kiếp kỳ. Chỉ cần không phải độ kiếp kỳ, vậy thì trốn không thoát lòng bàn tay của âm hậu. Nghe nói như thế, Y Tiểu Âm bỗng nhiên nở nụ cười, trên khuôn mặt tuyệt mỹ bỗng nhiên lộ ra nụ cười như hoa không gì sánh bằng. Ngươi cười, là có ý gì? Nữ tử xa lạ không khỏi lộ ra sắc mặt kinh ngạc, đừng bảo ngươi muốn nói là hắn đã độ kiếp kỳ rồi nha, chuyện này không thể nào, linh khí trên trái đất cực kỳ mỏng manh, trừ đảo Xương Nguyệt bọn ta ra, cũng chỉ có tiểu tiên giới, là hai nơi có thể bồi dưỡng ra tu tiên giả độ kiếp kỳ, mà tiểu tiên giới được thành lập hơn 2.000 năm. Tu vi cao nhất cũng chỉ là phân thần kỳ, hơn nữa còn đã bỏ mình. Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói, chỗ lợi hại của Hạ Thiên, cũng không nằm ở tu vi của hắn, mà là con người của hắn, các ngươi không hiểu, các ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Ha ha, đều nói phụ nữ yêu đương là mất hết đầu óc, vốn tưởng rằng ngươi có thể may mắn thoát khỏi. Nữ tử xa lạ kia có chút châm biếm, nói, hiện tại xem ra, ngươi đã ngu xuẩn hết thuốc chữa rồi, thật cho rằng chồng của ngươi là vô địch thiên hạ à. Các ngươi luôn cho rằng bản thân đã đánh giá cao Hạ Thiên, nhưng thật ra dù cao hơn nữa, các ngươi vẫn là đang đánh giá thấp hắn. Y Tiểu Âm cười nói, bởi vì hắn không có giới hạn, khi ngươi cảm thấy đã mò tới hắn, hắn chẳng mấy chốc sẽ vượt qua cái giới hạn đó của ngươi, đạt đến cảnh giới nằm ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Chương 2438, cảm giác đó thế nào? Nữ tử xa lạ thở dài, cũng không để lời nói của Y Tiểu Âm ở trong lòng. Chỉ cảm thấy nàng quả nhiên đã bị tên nam nhân đó làm hư, bằng không thì làm sao mà nàng có thể nói ra những lời bất khả thi đó chứ. Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên trong video, mặc dù trước đây nàng từng trách cứ Hạ Thiên, hận Hạ Thiên, nhưng mà ngẫm lại cũng cảm thấy nợ Hạ Thiên càng nhiều hơn, bây giờ mọi thứ đều đã cởi bỏ, thứ còn sót lại chỉ là tình cảm nhạt nhòa và xa cách, thứ tình cảm này không có nồng nặc như những cô vợ khác của Hạ Thiên, xưa giờ nàng cũng chưa từng nghĩ tới việc chủ động biểu đạt cái gì cả. Nhưng mà cũng đủ để nhớ nhung, đủ để nâng niu. Ồ, chồng của ngươi tách khỏi đám người kìa, lần này có trò hay để xem rồi. Nữ tử xa lạ vẫn cười hết sức khoái trá, nói với Y Tiểu Âm nói, ta nhớ không lầm, bọn hoàng đảo chủ hình như đã sớm chuẩn bị xong bẫy dập, đang chờ hắn lạc đàn. Y Tiểu Âm không lo lắng cho an nguy của Hạ Thiên chút nào, lạnh nhạt nói, coi như là đám hoàng trường sinh, cũng không gây thương tổn cho hắn được. Chuyện đó thì chưa chắc. Nữ tử xa lạ xác thực lo lắng Hạ Thiên bị mấy người hoàng đảo chủ giết chết, thế là truyền tin, dặn dò thánh nữ trong tộc đi tiếp ứng Hạ Thiên, để tránh Hạ Thiên bị knock out quá sớm. Sự thật chứng minh, Y Tiểu Âm đoán không sai, mà sự lo lắng của nàng ta là dư thừa. Chờ thánh nữ Bạch Tiêm Tiêm chạy tới, Hạ Thiên đã bón đủ hành cho bọn hoàng đảo chủ, cuối cùng còn để bọn hoàng đảo chủ tự gánh chịu hậu quả. Chồng của ngươi khá đa tình, vậy mà nhìn chúng Tiêm Tiêm bọn ta. Nữ tử xa lạ nghe thấy cách xưng hô của Hạ Thiên đối với Bạch Tiêm Tiêm,
không khỏi bắt đầu cười duyên, nhưng cũng không sao, chỉ cần hắn có thể thông qua những thử thách này, ta tặng tiêm tiêm cho hắn cũng không phải là không thể. Lúc nói lời này, nàng cố ý quan sát nét mặt của Y Tiểu Âm, kết quả lại làm nàng thất vọng, bởi vì Y Tiểu Âm không có chút phản ứng nào. Hửm, chờ Hạ Thiên và Bạch Tiêm Tiêm rời đi, cái người tên Cao Vô Ưu đẩy thi thể bọn hoàng đảo chủ ra, sau đó chậm rãi rời đi, Y Tiểu Âm có đôi chút bất ngờ, không khỏi quay đầu nhìn về phía nữ tử xa lạ kia. Nữ tử xa lạ kia cười khẽ khanh khách, ta cho ngươi mai phục người mặt quỷ kia làm nội gián, mà ngươi tính không cho ta mai phục một ai à? Y Tiểu Âm gật gật đầu, im lặng không nói gì. Thú vị, vậy mà đụng phải Bạch Kỳ Thạch, lần này có trò hay để xem. Nữ tử xa lạ nhìn chằm chằm hình ảnh trong video, cười nói, tên Bạch Kỳ Thạch này hiện nay là người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng trên đảo, mặc dù tu tiên tiến triển chậm, nhưng mà trời sinh thần lực, sau này tiền đồ không thể lường được. Hắn là huyền tôn của ngươi thì phải, Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói. Nữ tử xa lạ tỏ thái độ mờ mịt, nói ta vẫn là Hoàng Hoa Đại Khuê nữ 108 tuổi, ngay cả cháu chắt đều không có, ở đâu ra huyền tôn. Ngươi hẳn là có cách. Y Tiểu Âm cũng không nói toạc ra, chỉ là nhắc một câu, bây giờ ngươi muốn sinh con dưỡng cái, căn bản không cần làm chuyện như vậy. Chuyện như vậy, nữ tử xa lạ bỗng nhiên nở nụ cười tà mị, trêu chọc nói, chuyện như vậy là chuyện gì cơ, Tiểu Y, ngươi hẳn là đã làm với hắn rồi. Đúng, ngươi đã không còn là xử nữ, nhất định là đã làm. Nói cho ta nghe thử, cảm giác đó thế nào, có thật là mất hồn không, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Mặt cười của Y Tiểu Âm hơi ửng hồng, đành phải trầm mặc lần nữa. Không lâu sau, Hạ Thiên trong video hời hợt giải quyết Bạch Kỳ Thạch, đi theo Bạch Tiêm Tiêm tới trước cửa đá thánh điện. Có thể đánh bại Bạch Kỳ Thạch, cũng không ngoài ý muốn. Nữ tử xa lạ cũng trầm mặc một hồi, nhưng chờ đến khi Hạ Thiên đẩy cửa tiến vào trong thánh điện, lại không nhịn được nói, có điều, hắn muốn xông qua bốn cửa ải, chỉ sợ là hơi khó thực hiện, Tiểu Y, chi bằng để ta cho người sang đón hắn. Không cần, Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói. Ngươi thật sự cho rằng hắn không gì không làm được à? Nữ tử xa lạ thấy buồn cười, chỉ sợ chỉ một cửa ải, hắn đã bó tay toàn tập. Phải biết Bạch Như Yên, mặc dù là hộ pháp sứ có lai lịch cạn nhất, nhưng vạn thi chuyển sinh công của hắn lại không thể coi thường. Coi như Hạ Thiên có thể diệt hết một vạn thi thể, khi đó đảo Sương Nguyệt phỏng chừng đã bế đảo, ngươi cũng đã sớm. Nói được một nửa. Là vì câu nói kế tiếp không cần nói cũng hiểu. Y Tiểu Âm đương nhiên biết lời chưa nói hết của nữ tử xa lạ ấy là cái gì, nhưng nàng có lòng tin đối với Hạ Thiên. Ha ha, lẽ nào hắn không rõ, giết bao nhiêu lần cũng vô dụng. Nữ tử xa lạ nhìn thấy Hạ Thiên đã giết hai tên Bạch Như Yên, vẫn bị vây ở chỗ cũ, không khỏi nở nụ cười. Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói, hắn không cần hiểu rõ. Há, lời này là có ý gì? Nữ tử xa lạ cười hỏi, lẽ nào hắn luyện công pháp thần kỳ gì đó, có thể phá giải vạn thi chuyển sinh công của Bạch Như Yên à? Ngươi cứ xem tiếp đi, Y Tiểu Âm đáp lại. Sau đó, nữ tử xa lạ quả nhiên thấy được cảnh tượng khiến cho nàng kinh ngạc khó hiểu. Tên Bạch Như Yên thứ ba bị giết chết, nhưng không có thứ tư, bởi vì Bạch Như Yên đã chết thật rồi, vách tường màu trắng ầm ầm sụp đổ, lộ ra vô số thi thể bị khảm ở bên trong khe hở bức tường. Hắn làm sao làm được vậy? Nữ tử xa lạ nghĩ mãi không ra, thậm chí dừng video, sau đó tua ngược từng chút một, cuối cùng thấy ngân châm trong tay Hạ Thiên, thế là con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Y Tiểu Âm, lẽ nào đây chính là nghịch thiên bát châm trong truyền thuyết? Chương 2439, Tiểu Tiên Giới. Ngươi cũng biết nghịch thiên bát châm à? Y Tiểu Âm có chút bất ngờ nhìn nàng một cái, làm sao mà biết được? Nữ tử xa lạ kia cười khẽ hai tiếng. Con mắt vẫn cứ dính vào màn hình video, phân tích từng khung hình của Hạ Thiên, ngoài miệng nói qua loa, ta đương nhiên biết nghịch thiên bát châm, hơn nữa còn biết sớm hơn ngươi, nhiều hơn ngươi. Thật à, Y Tiểu Âm không bàn luận gì về chuyện này nữa. Hình như ngươi không tin lời của ta, nhưng ta không cần thiết phải nói dối ngươi. Nữ tử xa lạ cười giải thích, khoảng 100 năm trước, tiểu tiên giới đã từng xuất hiện một nhân vật cực kỳ lợi hại, hắn gọi Ma Vân Chân Nhân. Tiểu tiên giới, Y Tiểu Âm khá lạ lẫm về cái từ này, bởi vì trước đây chưa từng có nghe người khác nói về nó, đó là nơi nào. Nữ tử xa lạ lộ ra vẻ ngoài ý muốn, không hiểu nói, ngươi không biết tiểu tiên giới hả?
quả thật không biết, Y Tiểu Âm xưa nay không ra vẻ mình hiểu biết mọi thứ, trực tiếp thừa nhận, thậm chí đây là lần đầu nghe cái từ này. Không lý nào, trên mặt nữ tử xa lạ lộ ra thần sắc hoài nghi, trầm ngâm nói, lấy tu vi của ngươi và Hạ Thiên, tiểu tiên giới hẳn là đã sớm phái người tiếp xúc với các ngươi rồi chứ, sao bọn họ lại không phản ứng chút nào. Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói, khả năng là ta và hắn đều khá là điệu thấp. Ha ha ha, nữ tử xa lạ kia bị Y Tiểu Âm chọc cười, tiểu y, ngươi theo tiểu tử kia học lén được khả năng tấu hài của hắn, ta nghe được rất nhiều chuyện của các ngươi ở trên đảo, nên mấy năm gần đây khá yên phận. Mỗi ngày tự xưng là người số một thiên hạ, thì có liên quan tí gì đến điệu thấp. Y Tiểu Âm tự nói xong cũng cảm thấy có chút buồn cười, nàng cũng không biết tại sao mình lại xếp Hạ Thiên vào loại người điệu thấp, nhưng suy đi nghĩ lại, nàng lại cảm thấy mình nói đúng. Mặc dù Hạ Thiên thường hay buông miệng đệ nhất thiên hạ và vô địch thiên hạ, nhưng mà xưa giờ hắn chưa từng muốn xưng bá thế giới, cũng chưa từng làm hành vi tương ứng nào, đều là người khác đến kiếm chuyện với hắn, sau đó hắn đập lại. Nếu như không có người đi kiếm chuyện với hắn, thì vị thần y vô địch thiên hạ này có thể sẽ tình nguyện ở cùng với các cô vợ của hắn mỗi ngày. Loại người nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, lại không có chút dã tâm nào, tính đi tính lại, quả thật đã tính là điệu thấp. Những câu nói này, Y Tiểu Âm không có nói ra, bởi vì không cần thiết, người khác sẽ hiểu lầm về nàng, còn đối với Hạ Thiên mà nói, căn bản là vô nghĩa. Vẫn là nói về tiểu tiên giới đi, Y Tiểu Âm tỏ vẻ rất hứng thú, hỏi tiếp, đó rốt cuộc là nơi nào? Nữ tử xa lạ suy nghĩ một lát, chuẩn bị chọn lọc từ ngữ, tiểu tiên giới này kỳ thật rất phức tạp, ta cũng chỉ có thể nói qua loa cho ngươi nghe. Ta rửa tai lắng nghe, Y Tiểu Âm nhàn nhạt đáp lại. Tiểu tiên giới, bắt nguồn từ 2000 năm trước, nữ tử xa lạ kia từ tốn nói, khi đó dấu bé thời đại thần thoại dấu lớn trên trái đất đã triệt để kết thúc, những thứ trong truyền thuyết như tiên giới, thần tiên yêu ma hay là tu tiên giả độ kiếp kỳ, đều biến mất khỏi trái đất một cách khó hiểu. Cùng lúc đó, linh khí trên trái đất cũng giảm thiểu một cách đáng kể mà không rõ nguyên nhân là gì, sau đó vì để tránh bị ảnh hưởng bởi cỗ dị động này. Nên vào lúc đó tu tiên giả đã tập hợp tất cả động thiên phủ địa còn tồn tại trên trái đất lại với nhau, hợp thành một tân tiên giới, và đồng thời chủ động cắt đứt liên lạc với trái đất. Và tân tiên giới này chính là tiểu tiên giới, nhưng các tu tiên giả đó mỗi một khoảng thời gian, đều sẽ phái sứ giả về trái đất để điều tra, nhìn thử xem linh khí có thức tỉnh hay chưa, đồng thời kết nạp một ít thiên tài có tiềm lực tu tiên. Y Tiểu Âm lần đầu nghe nói được bí mật này, nếu là lúc trước, nàng khẳng định cho rằng đối phương đang nói hưu nói vượt, nhưng giờ đi theo Hạ Thiên, hắn đã từng gặp qua tu tiên giả, thậm chí bản thân nàng cũng là tu tiên giả, nên đã quen dần trước những truyền thuyết này. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, còn tình huống thực tế rốt cuộc là như thế nào, thì không ai biết cả. Nữ tử xa lạ cười ha ha, giọng điệu dần dần trở nên không nghiêm túc, khoảng hơn 100 năm trước, xuất hiện một tu tiên giả tên là Ma Vân Chân Nhân, hắn tự xưng là thiên ngoại khách. Chỉ bằng vào châm pháp liền chèn ép một đám đại năng kim đan kỳ trong tiểu tiên giới, sau đó liền hợp nhất vô số thế lực nhỏ ở tiểu tiên giới thành nhất tông, hai viện, ba môn, bốn phái, ngũ động thiên, sáu phúc địa như bây giờ. Hắn còn phái người đến đảo Sương Nguyệt, muốn mời chào Âm Hậu, kết quả là Âm Hậu bọn ta căn bản không lọt mắt hắn. Y Tiểu Âm cũng hiểu, mặc dù nàng gặp Âm Hậu không nhiều, nhưng mà phần tự phụ trong nội tâm, so với Hạ Thiên chỉ có hơn chứ không có kém. Là loại cuồng nhân không lọt mắt bất kỳ ai trừ bản thân ra. Chương 2440. Một quân cờ. Sau đó, Âm Hậu và Ma Vân Chân Nhân đại chiến một trận ở Tiêu Đảo, bất phân thắng bại. Nữ tử xa lạ tiếp tục thuật lại, dù là đã lạc đề rất xa, trải qua trận đại chiến đó, Âm Hậu mới xem như miễn cưỡng tán đồng Ma Vân Chân Nhân, hai người làm trao đổi một phen, lúc này Âm Hậu mới biết Ma Vân Chân Nhân căn bản không phải thiên ngoại khách gì cả. Mà là lúc trước có kỳ ngộ, lấy được một tàn quyển châm pháp từ trong một tòa cổ mộ, và nó chính là nghịch thiên bát châm. Mặc dù tàn quyển thiếu lượng lớn nội dung then chốt, nhưng chỉ dựa vào gần một nửa pháp môn hành khí, là đủ để biến hắn từ một người bình thường trong mấy năm liền trở thành một đại năng áp đảo các tu tiên giả kim đan kỳ. Y Tiểu Âm không khỏi hỏi, lẽ nào Âm Hậu không có dò ngó đến tàn quyển ấy ư? Sao mà không được, nữ tử xa lạ kia cười khẽ ha ha. Mặt cười đầy ý vị thâm trường, Âm Hậu bọn ta nổi tiếng là tu hành thành si, chỉ cần có thể tăng cao tu vi, có thể tăng trưởng tuổi thọ, biện pháp gì nàng cũng dám thử,
nhưng đáng tiếc nàng và Ma Vân chân nhân xem như là kẻ tám lạng người nửa cân, người này cũng không thể làm gì được người kia, thế là hai người làm một giao dịch. Ma Vân chân nhân bởi vì cưỡng ép luyện nghịch thiên bát châm, dương hỏa trong cơ thể cực thịnh, lúc đó đã sắp không áp chế nổi, âm hậu đáp ứng luyện chế âm cực hoàn cho hắn, đồng thời cung cấp không giới hạn, còn Ma Vân chân nhân nhất định phải nói pháp môn hành khí của châm pháp hành cho nàng biết. Cho nên ý của ngươi là, âm hậu nàng đã học được nghịch thiên bát châm rồi. Y tiểu âm có chút ngạc nhiên hỏi. Đâu có dễ như vậy, nữ tử xa lạ lắc đầu, mặc dù chỉ là phần nhỏ pháp môn hành khí của nghịch thiên bát châm, nhưng âm hậu nghiên cứu đến bây giờ cũng không nghiên cứu được nguyên do, cho nên hoài nghi Ma Vân chân nhân chơi xỏ nàng. Chỉ là chờ tới lúc nàng đi tìm Ma Vân chân nhân, lại nghe người ta nói hắn bị một cô gái thần bí tự xưng là Nguyệt Thanh Nhã giết chết. Tàn quyền nghịch thiên bát châm cũng bị cướp, đó đã là chuyện của hơn 60 năm về trước. Không đúng, Y tiểu âm vừa nghe xong, cũng cảm thấy có gì đó sai sai, nàng từng thấy Nguyệt Thanh Nhã, hơn nữa từ trong miệng Hạ Thiên biết được nàng ta là người từ Tiên Vân Đại Lục xuyên Việt qua đây, nhưng đó là chuyện hơn 20 năm về trước, sao có thể là 60 năm trước đi cướp và giết Ma Vân chân nhân được. Còn nữa, lúc Nguyệt Thanh Nhã chiến đấu với Dạ Ngọc Mị, đã dẫn phát vòng xoáy thời không nên mới tình cờ xuyên Việt trên trái đất, cho nên cũng không thể tồn tại cái khả năng có người báo trước nàng sẽ đến trái đất, rồi hãm hại nàng. Nếu đã như vậy, thế rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Y tiểu âm có chút nghĩ mãi không thông, cảm giác việc này cần Hạ Thiên đến đây giải đáp thắc mắc cho nàng. Có gì không đúng, nữ tử xa lạ kia vẫn đang quan sát nét mặt của Y tiểu âm, tiểu y, lẽ nào ngươi biết nội tình gì? Y tiểu âm mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói, ta không biết, nhưng mà ta có thể cảm giác trong chuyện này có gì đó sai sai. Đúng hay không, thì ai mà biết được, nữ tử xa lạ than thở, nói, dù sao Ma Vân chân nhân đã chết rồi, cô gái bí ẩn tự xưng là Nguyệt Thanh Nhã cũng chưa từng xuất hiện lại, chân tướng trong chuyện đó như thế nào, không ai biết cả. Nhưng mà chờ tới lúc Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện, đặc biệt là thời điểm âm hậu biết hắn biết dùng nghịch thiên bát châm, chắc là sẽ mừng rỡ như điên. Chờ đã, Y tiểu âm hơi nhíu mày, sao ta lại không biết âm hậu đang chú ý đến Hạ Thiên, hơn nữa ta cũng không có cảm giác nàng đã động tay động chân gì với Hạ Thiên. Tại sao không có, chẳng qua là lúc nàng tiếp nhận giáo huấn của Ma Vân chân nhân, biết dục tốc bất đạt, cho nên động thủ sẽ càng kín đáo hơn mà thôi. Nữ tử xa lạ kia ý vị thâm trường nhìn Y tiểu âm, không phải ngươi đã bố trí một quân cờ bên người nàng sao? Y tiểu âm nghe nói như thế, bỗng nhiên đứng lên, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử xa lạ, ngươi nói cái gì? Ngươi bớt nóng, nữ tử xa lạ kia lơ đến khoát tay áo một cái, kỳ thực tất cả mọi người đi ra từ đảo Sương Nguyệt, gồm cả những người của âm y môn không ở trên đảo, đều chỉ là một quân cờ của âm hậu mà thôi, ta cũng không ngoại lệ. Nhưng mà ngươi khá là may mắn, đã thành một quân cờ tùy ý của nàng, cho nên nàng không có can thiệp vào cuộc đời của ngươi. Dứt lời, bỗng nhiên đổi chủ đề, nhưng bây giờ thì khác, chẳng biết vì sao mà âm hậu lại trở nên nôn nóng, nhớ tới ngươi, cho nên mới dùng ngươi để dụ Hạ Thiên lên đảo Sương Nguyệt. Nàng không sợ lỡ một quân cờ, mà chỉ sợ bị quân cờ nuốt chửng. Y tiểu âm lạnh giọng nói. Nữ tử xa lạ kia bắt đầu cười duyên ha ha, chỉ vào Hạ Thiên trong video, vậy thì phải xem tiểu nam nhân này của ngươi có ra sức hay không. Nếu như ngay cả trung tâm thánh điện hắn cũng không đến được. Vậy hắn nhất định sẽ trở thành một con cờ của âm hậu. Còn nếu mà hắn có thể thuận lợi đến đây, vậy hắn miễn cưỡng có tư cách chơi cờ với âm hậu. Các ngươi biết quá ít về Hạ Thiên, Y tiểu âm lạnh nhạt nói, hắn không phải là quân cờ của bất kỳ ai, cũng không có ai có thể coi hắn là quân cờ. Không ít nha, nữ tử xa lạ phản bác, bọn ta có tất cả tài liệu của Hạ Thiên, mặc dù có người giúp hắn xóa một vài hình ảnh giám sát, nhưng mà bọn ta đã lưu trước khi người đó xóa bỏ. Hơn 10 năm qua, bọn ta ngày đêm phái người nghiên cứu Hạ Thiên, có thể nói là người hiểu rõ Hạ Thiên nhất trên toàn thế giới này, trừ bọn ta ra, không còn ai khác. Muốn tìm hiểu Hạ Thiên thông qua hình ảnh tài liệu ư? Thật là không biết nên nói các ngươi quá thông minh hay là ngu xuẩn cực độ đây. Y tiểu âm bỗng nhiên nở nụ cười, vừa cười âm hậu tự phụ, cũng cười sự vô tri của nữ tử trước mắt, Hạ Thiên không thể nào bị nghiên cứu triệt để, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Chương 2441, xem livestream Hạ Thiên vượt ải. Một bên khác, Hạ Thiên đã vượt qua vách tường thứ nhất, tiếp tục đi vào bên trong. Mũi tên chỉ đường vẫn rõ ràng,
nhưng rời đi không bao lâu liền đến ngõ cụt, phía trước đã không còn đường, chỉ có vách tường. Hạ Thiên xoay người muốn đổi hướng, kết quả là sau lưng không biết từ lúc nào có thêm một vách tường, vừa dương mắt nhìn, trên đỉnh đầu cũng có một bức tường. Trên dưới trước sau trái phải, tất cả đều là vách tường, chuyện này hiển nhiên là chúng cơ quan, bị nhốt. Nữ tử xa lạ nhìn video không khỏi nở nụ cười, nói với Y Tiểu Âm, đây là cửa ải thứ hai, cửa ải do Đinh Hộ Pháp Sứ chủ trì, tất cả trong đó đều là bức tường trồng chất, nếu mà không thể tìm ra chân thân của Đinh Hộ Pháp Sứ, chỉ sợ chồng của ngươi sẽ bị vây chết ở trong đó. Đây chỉ là trò vặt mà thôi, không làm khó được hắn. Y Tiểu Âm hờ hững, thuận miệng nói. Cũng chưa chắc, nữ tử xa lạ khẽ lắc đầu, thuận miệng nhắc nhở một câu, Đinh Hộ Pháp Sứ đã sớm nghiên cứu triệt để cách thức chiến đấu của Hạ Thiên, có thể nói là nắm rõ năng lực và ứng biến của hắn trong lòng bàn tay, cho nên đã sớm sắp xếp mục tiêu, chỉ sợ chồng của ngươi sắp thất bại rồi đấy. Y Tiểu Âm vẫn không chút biến sắc, ta nói rồi, không có ai có thể nghiên cứu Hạ Thiên một cách triệt để đâu, dựa vào những hình ảnh kia thì càng không thể. Chỉ bằng chúng ta cá cược, như thế nào? Nữ tử xa lạ kia cười nói, đoán thử xem chồng của ngươi có thể vượt qua cửa ải này không? Cá cược thì cho ta xin. Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói, ta cũng không cần đoán, loại cơ quan này căn bản không ngăn hắn được. Tự tin đến vậy cơ à? Nữ tử xa lạ đó khẽ lắc đầu, hơi khó tin, nói thực lực của Đinh Hộ Pháp Sứ cũng không thể coi thường, chí ít ở trên đảo, ngoại trừ ta và Âm Hậu ra, thì chưa có ai có thể bình yên vô sự đi ra từ trong cơ quan của hắn. Ngươi cảm thấy Hạ Thiên có yếu hơn ngươi và Âm Hậu không? Y Tiểu Âm mặt lạnh như tiền, hỏi ngược lại một câu. Nữ tử xa lạ không hề trả lời, chỉ là đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào màn hình, vậy chúng ta cứ chống mắt lên để xem Đinh Hộ Pháp Sứ sẽ đạt được ý đồ, hay là chồng ngươi cao tay hơn một bậc. Trong màn hình, Hạ Thiên đứng tại chỗ, động cũng không động. Này, đồ đần nhà ngươi chơi trò hề này, không thấy tẻ nhạt à? Sau 2-3 giây, Hạ Thiên hơi mất kiên nhẫn nói, không muốn ăn đòn, tốt nhất là mau nhường đường. Bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động, quả nhiên không có ai đáp lại. Hạ Thiên cũng không cảm thấy bất ngờ, những đồ đần này đều là bọn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lúc nào cũng tự cho rằng mình ẩn tàng rất sâu, không ai có thể phát hiện bọn họ. Ta muốn đi tìm vợ y y, không rảnh để ý đến ngươi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi tốt nhất đừng làm phiền ta. Nếu không thì kết cục của tên ngu ngốc lúc trước sẽ là kết cục của ngươi. Vẫn không có người nào hồi đáp. Hạ Thiên cũng lười nói gì thêm, trực tiếp đi về phía trước, đến bên tường, nhấc chân liền đạp. Oanh! Một tiếng vang to lớn vang lên, vách tường lập tức bị đá thành một lỗ thủng to. Hạ Thiên trực tiếp đi qua cái lỗ. Nữ tử xa lạ không nhìn được lắc đầu, nhìn Y Tiểu Âm, có chút hít thở dài, nói, chồng ngươi làm việc quá mức đơn giản và cộc cằn. Đi cùng với hắn, lẽ nào ngươi một chút cũng không sợ bị hắn bạo lực gia đình à? Hắn sẽ không làm vậy. Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói, mặc dù năm đó quan hệ giữa Hạ Thiên và nàng cũng không tốt, nhưng cũng không có bạo lực gia đình, mà là nàng gây nguy hiểm đến an nguy của những người thân bên cạnh hắn, cũng coi như là nàng tự chịu quả báo. Kể từ đó về sau, Hạ Thiên chưa từng sử dụng tới vũ lực với nàng, đương nhiên cũng không có sử dụng vũ lực với các người vợ của hắn. Cùng lắm thì vỗ mông, chiếm chút tiện nghi. Ta không tin, nữ tử xa lạ cảm thấy Y Tiểu Âm dáng giữ thể diện, Hạ Thiên mạnh mẽ như vậy, trong lòng khẳng định hết sức tự phụ, hơn nữa tuyệt đối là loại người gia trưởng, người như vậy có thể biết cái gì gọi ôn nhu sao. Y Tiểu Âm liếc đối phương một cái, nếu mà không tin, người có thể đi thử xem. Hả, nữ tử xa lạ đầu tiên là sững sờ, sau đó không nhịn được cười như điên, cười đến mức run rẩy cả người. Thậm chí không duỗi thẳng người được, chỉ vào Y Tiểu Âm, ngươi muốn chọc ta cười đến chết à, tuy nói sắc đẹp của ta không kém gì ngươi, hơn nữa còn là một hoàng hoa đại khuê nữ 108 tuổi, mặc dù hắn coi như có chút mị lực, nhưng rõ ràng không phải đối tượng của ta. Ngươi cũng không lọt vào mắt xanh của hắn đâu, Y Tiểu Âm nhàn nhạt trả lời một câu. Nữ tử xa lạ che cái miệng, ngượng ngùng nói, hai, đều tại ngươi, làm ta cười chảy nước miếng. Trong màn hình, Hạ Thiên rời đi chưa được bao lâu, phía trước lại xuất hiện một vách tường, chặn lại đường đi của hắn. Thế mới đúng chứ, cơ quan của Đinh Hộ Pháp Sứ, làm sao có thể bị phá giải dễ dàng như vậy được? Nữ tử xa lạ cười nói, hơn nữa, Đinh Hộ Pháp Sứ cũng sẽ không bị dọa sợ như thế đâu. Hạ Thiên à Hạ Thiên,
ngươi tính phá cục diện này như nào đây? Y Tiểu Âm cũng không nói gì, chỉ nhìn màn hình, nàng chưa bao giờ lo lắng Hạ Thiên sẽ gặp phải nguy hiểm gì, hoặc là bị cơ quan gì nhốt lại. Điều mà nàng lo lắng chính là Âm Hậu mang Hạ Thiên đến đảo Sương Nguyệt, còn làm tùm lum như vậy, đến tột cùng là muốn làm gì? Với cả, tại sao phải sắp xếp Huyền Âm tộc tộc trưởng và nàng ở lại đây xem livestream Hạ Thiên vượt ải? Chương 2442. Ai sống ai chết? Không để yên, đúng không? Thật sự cho rằng ta không bắt được ngươi à? Tâm tình của Hạ Thiên rất khó chịu, thân hình trực tiếp lóe lên, biến mất tại chỗ. Nữ tử xa lạ nhìn thấy cảnh này, có chút ngoài ý muốn kêu ầm lên, đây chính là thân pháp như quỷ mị của Hạ Thiên, đúng không? Tên là chỉ xích thiên nhai gì đó, hay là gì ấy nhỉ? Cũng không phải, Y Tiểu Âm đáp lại, đó là do hắn chế tạo ra dựa theo những công pháp kia, là thân pháp độc nhất vô nhị của hắn. Cũng có chút tài năng đấy chứ. Nữ tử xa lạ nhất thời cảm thán, người có thể tự nghĩ ra công pháp đều đáng để tán thưởng, có dịp phải chiếm bộ thân pháp này của hắn, để tộc nhân bọn ta học thử. Y Tiểu Âm không tiện nói gì, bởi vì thân pháp của Hạ Thiên, ngoại trừ chính hắn, ai cũng không học được. Có điều, hắn có thể tìm thấy Đinh Hộ Pháp Sứ không? Nữ tử xa lạ vẫn còn hoài nghi, tự lẩm bẩm, phải biết Đinh Hộ Pháp Sứ từ chỗ của Âm Hậu lấy được một pháp quyết tên là Di Thiên Hoán Địa, có thể phối hợp cơ quan để tự do thao túng một phần không gian, nếu như Hạ Thiên chỉ có thân pháp, đoán chừng là không tìm được Đinh Hộ Pháp Sứ. Vừa dứt lời, chỉ thấy Hạ Thiên trong màn hình hiện ra thân ảnh, mà trong tay hắn đang nhấc một nam tử trung niên sưng mặt sưng mũi. Đây là Đinh Hộ Pháp Sứ. Nữ tử xa lạ kinh ngạc khó hiểu, hiển nhiên không ngờ rằng bản thân vừa mới thể hiện, chưa tới một giây đã bị Hạ Thiên làm mất mặt. Hạ Thiên tiện tay ném nam tử trung niên xuống đất, khó chịu nói, đã cảnh cáo ngươi rồi, đồ đần nhà ngươi nhất định muốn ăn đòn là sao, thực sự là không hiểu nổi trong đầu bọn đần các ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi chớ đắc ý, ta còn chưa có thua. Nam tử trung niên kia bò dậy từ dưới đất, trừng mắt nhìn Hạ Thiên một cách dữ tợn, ta chính là Đinh Thắng Thiên có thể di thiên hoán địa, ngay cả thiên địa cũng có thể thay đổi, làm sao lại thua trước ngươi được. Hạ Thiên khinh bỉ nhìn nam tử trung niên này, khinh thường nói, chỉ bằng đồ đần ngươi, cũng xứng với tên thiên à, không bằng ngươi đặt tên là Đinh Thắng chưa đi, đầu óc của ngươi sẽ tốt hơn đầu heo một chút. Thà chết vinh còn hơn sống nhục, Hạ Thiên, đây là ngươi tự tìm. Đinh Thắng Thiên bị Hạ Thiên chọc tức đến run cả người, cắn răng nghiến lợi nói, vậy hãy để ngươi nếm thử chiêu lợi hại nhất trong thần công di thiên hoán địa của ta, thiên địa dịch hình. Oanh! Hạ Thiên đập một quyền, lần nữa đánh cho đối phương máu mũi phun như vũ bão, thiên cái gì, địa cái gì, dịch cái gì, hình cái gì, đầu óc có bị bệnh không, ngoan ngoãn gục xuống cho ta. Hừ, muốn ngăn cản ta, đã muộn. Đinh Thắng Thiên bay ngược ra ngoài mấy chục mét. Sau khi đụng ngã vách tường liền biến mất không thấy đâu, giữa không trung vang lên giọng nói của hắn, Hạ Thiên, ta biết bản lĩnh của ngươi rất lớn, nhưng mà tuyệt chiêu thiên địa dịch hình này của ta, ngươi tuyệt đối không phá giải được, đi chết đi. Chỉ thấy bức tường chung quanh bỗng nhiên xoay tròn, sau đó toàn bộ không gian như thể bị thiên địa đảo ngược, cả người Hạ Thiên cũng lơ lửng, như là tiến vào trong vũ trụ không trọng lực. Chuyện này cũng hay đấy chứ, tuy Hạ Thiên lơ lửng giữa không trung. Nhưng trên mặt lại cười hì hì, còn có trò gì hay nữa không, mau dùng đi, nếu không thì sẽ không có cơ hội đâu. Ngươi cứ cười đi, lát nữa ngươi sẽ không cười được. Âm thanh của Đinh Thắng Thiên lại vang lên lần nữa, trong giọng nói đầy oán độc, chết đi cho ta. Bức tường chung quanh đang xoay tròn bỗng nhiên bắt đầu di động, giống như gợn sóng, bao vây Hạ Thiên từng chút một, từng lớp, phong tỏa. Chỉ chốc lát sau, thân hình Hạ Thiên đã bị đắp thành một khối cầu tròn vo. Ha ha, chồng của ngươi bị vùi trong bức tường rồi kìa. Nữ tử xa lạ chỉ vào màn hình, cười với Y Tiểu Âm, trêu nói, ngươi không đi cứu hắn à, chậm thêm xíu nữa phỏng chừng sẽ không kịp đó, Đinh Hộ Pháp Sứ chắc chắn còn có sát chiêu. Y Tiểu Âm khoát tay áo một cái, trước đó đã phân thắng bại rồi, bây giờ thì phân sinh tử. Ai sống ai chết, nữ tử xa lạ kia hỏi. Ngươi xem tiếp là biết liền, giọng điệu của Y Tiểu Âm hờ hững, vẻ mặt bình tĩnh. Đinh Thắng Thiên lại lần nữa lộ diện, nhìn khối cầu lơ lửng giữa không trung, dữ tợn cười nói, chẳng phải ngươi rất ngông cuồng sao, hiện tại ngông cuồng cho ta xem, di thiên hoán địa của ta chính là một môn công pháp cực kỳ thượng đẳng, có từng tia pháp tắc ý chí, coi như ngươi lợi hại đến đâu đi chăng nữa, lẽ nào còn có thể phản kháng lại ý chí thiên địa ư?
Dứt lời, Đinh Thắng Thiên đưa tay ra, khống chế được khối cầu khổng lồ được đắp từ gạch đá, bất chợt làm ra thủ thế vặn vẹo, lão tử muốn vặn ngươi thành bánh quai trèo, lại khiến ngươi thịt nát xương tan. Khối cầu gạch đá giữa không trung quả nhiên xoay vòng theo thủ thế của Đinh Thắng Thiên, rất nhanh bị vặn thành hình bánh quai trèo, sau đó một tiếng vang oành to lớn, trực tiếp nổ tung, phân hóa thành bụi và mảnh vụn ở khắp nơi, còn Hạ Thiên, phỏng chừng hắn cũng sẽ biến mất khỏi thế gian. Ha ha ha, âm hậu còn nói ngươi là thiên tài trăm ngàn năm khó gặp gì đó, Hạ Thiên, ta thấy ngươi chính là cái rắm thì có. Đinh Thắng Thiên ngửa đầu cười như điên. Đinh Thắng Thiên, ta mới thật sự là thiên tài vạn người chưa chắc có được một, chỉ có ta mới có tư cách chấp chưởng đảo Xương Nguyệt trong tương lai, không có ai có thể ngăn cản ta, cũng không có ai có thể thắng ta. Ha ha ha, đồ đần, người muốn chấp chưởng đảo Xương Nguyệt thì liên quan đếch gì đến ta. Lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên, nếu đã không còn trò gì khác, thế thì lên đường thôi, ta đã chọn xong kiểu chết cho ngươi rồi, kiểu chết khi nãy khá ổn đấy chứ. Này! Chuyện này sao có thể? Tiếng cười của Đinh Thắng Thiên đột nhiên ngừng lại, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Chương 2443. Di thiên hoán địa. Chỉ bằng đồ đần ngươi cũng xứng nói ý chí thiên địa. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nhấc tay nắm lấy cái cổ của Đinh Thắng Thiên, còn ý chí pháp tắc, ngươi đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đó. Đinh Thắng Thiên vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ, quát, Hạ Thiên, ngươi rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, ta sớm nghiên cứu ngươi triệt để. Ngươi không thể mạnh như vậy, chỉ bằng ngươi tuyệt đối không phá được di thiên hoán địa, đây chính là công pháp thượng cổ được lưu truyền ra từ tiểu tiên giới, có hơn 2.000 năm lịch sử truyền thừa, cho dù là âm hậu cũng không dám cứng rắn tiếp lấy thiên địa dịch hình của ta. Công pháp thượng cổ thì sao chứ? Hạ Thiên cảm thấy có chút buồn cười, khinh thường nói, ai nói cho ngươi biết đồ thượng cổ thì nhất định phải là tốt, công pháp này cũng không phải là đồ cổ, còn hơn 2.000 năm, sớm đã bị thời đại đào thải rồi. Ngươi, Đinh Thắng Thiên tức giận đến mức suýt chút nữa miệng phun máu. Hạ Thiên nói tiếp, hơn nữa, không phải công pháp không tốt, chỉ đơn giản là do ngươi quá kém mà thôi, luyện cái gì cũng vô dụng. Ha ha, ta quá kém. Đinh Thắng Thiên cảm thấy như mình đã nghe được câu buồn cười nhất từ trước đến giờ. Đinh Thắng Thiên, ta chính là thiên tài vạn người chưa chắc có một, từ lúc sinh ra là đã không tầm thường, một tuổi. Lúc 9 tuổi được âm hậu nhìn chúng. Dù là võ công gì ta đều vừa học liền biết, nửa tháng là đã có thể luyện đến đỉnh phong. 10 tuổi bắt đầu tu tiên, tu vi có thể nói là tiến bộ qua từng ngày, đến bây giờ đã là kim đan kỳ đỉnh phong, cách đột phá chỉ còn một bước, ngươi lại nói ta quá kém. Nói nhảm nhiều như vậy thì có ích gì chứ? Hạ Thiên bĩu môi, ngươi không kém, thì sao thua? Không kém thì sao thua? Sao thua? Sao? Chỉ một câu nói. Đinh Thắng Thiên cảm thấy đầu óc của mình như bị xuyên thủng, hơn nữa hắn còn không cách nào phản bác lại. Thế giới này thiên tài chỉ có một, đó chính là ta. Vẻ mặt của Hạ Thiên thành thật nói, tất cả các ngươi đều chỉ là đồ đần, ngay cả nhân tài cũng không đủ đẳng cấp, nên đừng có làm bẩn hai chữ thiên tài. Hạ Thiên, ngươi đúng là khinh người quá đáng. Đinh Thắng Thiên từ trước đến giờ luôn kiêu ngạo, tuổi còn trẻ mà đã làm một trong tứ đại hộ pháp sứ. Tự nhận là thiên tài số một trên đảo Xương Nguyệt trừ âm hậu ra, hiện tại vậy mà bị một người ngoài đảo bỡn cợt không coi ra gì, ta còn chưa có thua. Dứt lời, Đinh Thắng Thiên bỗng dưng khoa tay múa chân, cố gắng vùng vẫy, muốn chạy trốn từ trong tay Hạ Thiên, nhưng tiếc là hình như không có hiệu quả gì. Xong chưa, Hạ Thiên hơi mất kiên nhẫn, tát Đinh Thắng Thiên một cái, ngồi yên chút coi, trực tiếp chỉ đường cho ta ra ngoài, lại bày thêm trò gì nữa. Có tin là ta trực tiếp làm thịt ngươi luôn không? Đinh Thắng Thiên căn bản không có tâm trạng nghe Hạ Thiên nói, vẫn đang liên tục cọ quậy, ta không tin, ngay cả pháp tắc thiên địa mà ngươi cũng có thể kiềm chế, thiên địa dịch hình. Không gian xung quanh mà hắn khống chế lại bắt đầu vặn vẹo, cùng nhau công kích Hạ Thiên, nỗ lực cuốn Hạ Thiên vào trong, sau đó thoát thân trở ra. Đồ đần nhà ngươi thực sự là không có não, đã nói đây chính là một môn công pháp phổ thông, cái gì mà ý chí thiên địa. Căn bản không tồn tại. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, khuyên hết được rồi, nếu tên đần này đã có ý định muốn tìm chết, thế sẽ tác thành cho hắn. Hạ Thiên ném Đinh Thắng Thiên vào vòng xoáy không gian đang vặn vẹo cực nhanh kia, không phí thời gian với ngươi nữa, ta còn muốn đi tìm vợ y y. Hừ hừ, Hạ Thiên, ngươi quả nhiên vẫn không khống chế được ta. Sau khi Đinh Thắng Thiên bị ném đi, không khỏi mừng rỡ, kêu gào với Hạ Thiên, muốn giết ta. Quả thực là nằm mơ giữa ban ngày,
vòng xoáy không gian này là do ta dùng di thiên hoán địa chế tạo ra, ta tùy thời có thể ngừng nó lại, căn bản không gây được chút tổn thương nào cho ta. À, tại sao lại như vậy? Lời còn chưa nói hết, Đinh Thắng Thiên liền kêu thảm lên, hắn phát hiện vòng xoáy không gian kia vậy mà không chịu sự kiểm soát của hắn, cho dù hắn bấm quyết niệm chú như thế nào, khởi động di thiên hoán địa, đều không có chút tác dụng. Chỉ chốc lát sau, Đinh Thắng Thiên liền bị hút vào một cách triệt để, tầng tầng gạch đá bọc hắn lại, lại dần dần uốn éo thành hình bánh quai trèo. Trung tâm thánh điện, nữ tử xa lạ đang nhìn chằm chằm hình ảnh không chớp mắt, đến bây giờ nàng cũng không nhìn ra Đinh Thắng Thiên rốt cuộc là thua như thế nào, đành phải nhìn về phía Y Tiểu Âm, hắn thắng như vậy, hình như chưa thấy hắn dùng nghịch thiên bát châm. Thực lực của Hạ Thiên rất cường đại, không cần phải dùng nghịch thiên bát châm mọi lúc. Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói. Nữ tử xa lạ rất khó xử, thế nhưng, Đinh Hộ Pháp Sứ rõ ràng lợi hại hơn Bạch Như Yên, hơn nữa còn từ chỗ âm hậu học được di thiên hoán địa, sao thấy Hạ Thiên giết hắn hình như còn dễ hơn. Hắn tự có tiêu chuẩn mạnh yếu riêng, không cùng tiêu chí với các ngươi. Y Tiểu Âm thuận miệng giải thích. Ha ha, thú vị thật đấy. Nữ tử xa lạ kia không khỏi nở nụ cười, ta mới rời khỏi đảo chưa được bao lâu, thế giới liền trở nên thú vị đến vậy rồi cơ à. Y Tiểu Âm nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói, thế giới vốn đang biến hóa từng thời khắc, nếu đã muốn làm bồng lai tiên cảnh, thế cũng đừng có lúc nào cũng muốn kìm hãm thế giới. Chương 2444, thế giới này luôn luôn biến đổi. Người đây là đang cảnh cáo ta, hay là cảnh cáo âm hậu vậy? Trong con người của nữ tử xa lạ hiện lên ý cười nhàn nhạt, nói một cách đầy ý vị sâu xa, nói, hay ngươi cảm giác mình đã có tư cách chỉ điểm chúng ta rồi hả? Lúc nào cũng mở miệng là tư cách này nọ, cảm thấy mình cao cao tại thượng, phủi sạch quan hệ với phàm nhân. Y Tiểu Âm khẽ lắc đầu, thở dài nói, cho nên các ngươi mới tách biệt khỏi thời đại, trở thành tàn dư của thời đại trước, núp ở cái nơi này để kéo dài hơi tàn, nhưng lại cảm thấy mình khống chế tất cả, các ngươi đã sớm bị thời đại đào thải rồi. Nói hay thật đấy, nữ tử xa lạ kia có chút trào phúng, nói thế lẽ nào ngươi và chồng của ngươi không tách biệt khỏi thời đại, mà là đại biểu cho thời đại mới à? Lẽ nào chồng của ngươi là thần hay gì? Không có ai sẽ đứng mãi ở tuyến đầu của thời đại, thế giới này không tồn tại thần, cũng không cần thần. Hạ Thiên không phải thần, cũng không muốn đại biểu cho bất kỳ ai. Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên đang đi từ từ trong màn hình, cười nói, hắn xưa giờ không muốn làm thần gì cả, cũng không hứng thú đối với việc xưng bá thế giới. Tiếc là các ngươi không hiểu, lúc nào cũng muốn gây sự với hắn, muốn đạt được cái gì đó từ hắn, mà các ngươi lại không thèm hiểu rõ hắn một cách kỹ càng, để rồi sau cùng tất cả các ngươi đều sẽ bị chôn vùi dưới tay hắn. Nữ tử xa lạ vẫn phản bác, cười nói, sở hữu sức mạnh mạnh đến vậy, lẽ nào sẽ cam tâm tình nguyện làm một người bình thường, ta không tin. Hiện giờ hắn không có ý nghĩ trở thành thần, nhưng tương lai sớm muộn cũng sẽ có, nếu đã tồn tại khả năng này, vậy chúng ta chắc chắn không thể mặc kệ hắn. Hoặc là mặc cho bọn ta sử dụng, hoặc là biến mất khỏi nhân gian, không tồn tại khả năng thứ ba. Đây chính là lý do mà ta vừa bắt đầu đã vạch rõ ranh giới với các ngươi. Ánh mắt của Y Tiểu Âm dần kiên định, giọng điệu quả quyết, và đó cũng là lý do chính mà các ngươi căn bản không thể chiến thắng hắn. À, muốn lật bài rồi à? Nữ tử xa lạ kia hơi có chút tiếc nuối nhìn Y Tiểu Âm, mới xem mấy trận, là đã cảm thấy chồng của ngươi thắng chắc rồi ư. Ngươi có phần ngây thơ, người lợi hại nhất của tứ đại hộ pháp sứ còn chưa hề xuất thủ, hắn chưa hẳn có thể tới đây. Coi như đến đây được, vậy cũng không có nghĩa là hắn có thể. Không có nghĩa là ta có thể gì cơ. Lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên, trong giọng nói lộ ra sự thiếu kiên nhẫn, chẳng cần biết ngươi là ai, tốt nhất là khách khí với vợ y của ta một chút, nếu không thì ta sẽ đánh ngươi. Nữ tử xa lạ nghe được giọng nói này, không khỏi sợ hãi và cả kinh, đột nhiên vừa ngẩng đầu, quả nhiên thấy một bóng người đang ngồi xổm ở trên vách tường, sắc mặt hờ hững, không khỏi kêu lên trong sợ hãi, Hạ Thiên. Ngươi biết ta, nhưng mà, ta không biết ngươi. Hạ Thiên chỉ lườm nữ tử xa lạ, lập tức không còn hứng thú với nàng, ngược lại là nhìn về phía Y Tiểu Âm, vợ y, đã lâu không gặp, nàng còn nhớ ta không? Y Tiểu Âm vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ sao? Vậy khẳng định là có rồi. Hạ Thiên nhảy xuống từ đầu tường, ôm Y Tiểu Âm vào trong lòng, trực tiếp tặng một nụ hôn dài. Nữ tử xa lạ kia còn đang kinh ngạc trong lòng, không khỏi nhìn về phía màn hình,
Hạ Thiên trong màn hình vẫn đang không nhanh không chậm đi tới. Thế thì tên Hạ Thiên trước mặt này rốt cuộc là như nào? Nàng nghĩ mãi không ra, không khỏi kêu gào, chuyện gì thế này? Ngươi ôm đủ chưa? Qua vài phút, Y Tiểu Âm đẩy Hạ Thiên ra, mặt cười hơi ửng hồng, giọng điệu vẫn cứ lạnh nhạt. Chưa đủ, sao mà đủ được? Hạ Thiên cười hì hì nói, coi như hôn thêm 3 ngày 3 đêm cũng không đủ, không, hôn cả đời cũng không đủ, vợ Y Y, ta nhớ nàng quá, hôn thêm chút nữa. Y Tiểu Âm lườm Hạ Thiên, không có để ý đến hắn, cũng không có cho hắn cơ hội này. Vợ Y Y, nàng như vậy là không được. Hạ Thiên hơi bất mãn nói, ta chính là chồng nàng, chúng ta lâu rồi không gặp nhau, chẳng lẽ không thể thân mật thêm xíu sao? Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói, hình như cũng chưa lâu lắm thì phải. Coi như rời xa nhau 1 phút, 1 giây, đối với ta đã tính là lâu rồi. Hạ Thiên cợt nhả đến gần, ôm cái eo nhỏ của Y Tiểu Âm, vợ Y Y, lẽ nào nàng không nhớ ta tí nào ư? Không nhớ, Y Tiểu Âm trả lời rất dứt khoát. Hạ Thiên bĩu môi, nói dối là không tốt. Nữ tử xa lạ ở bên cạnh có vẻ hơi lúng túng, cũng may là nàng hiểu sâu biết rộng, cũng không có ý định lảng tránh, người trẻ tuổi là hừng hực như vậy, có cần ta nhường chút không gian cho các ngươi không? Sao ngươi còn chưa đi? Hạ Thiên có chút khó chịu, liếc nữ tử này một cái, ta còn rất nhiều chuyện muốn nói với vợ Y Y, không rảnh để ý tới ngươi đâu. Nữ tử xa lạ nở nụ cười, theo lý mà nói, ta đúng là phải thức thời rời đi. Nhưng mà ta còn rất nhiều khúc mắc chưa được cởi bỏ, cần ngươi giải đáp cho ta một xíu. Không rảnh, tại sao ta phải giúp ngươi giải đáp chứ? Hạ Thiên lười biếng nói, không phải ngươi có não sao, sao không tự động não? Ta đương nhiên có não, cũng biết động não. Nữ tử xa lạ đó cười ha ha, chỉ Hạ Thiên trong video, cười nói, thật ra như loại hình ảnh này, ta muốn chế tạo ra cũng rất đơn giản, ít nhất có 100 phương pháp. Nhưng mà ta không hiểu là... sao ngươi tới đây được? Với cả 2 tên hộ pháp sứ còn lại sẽ không cho phép ngươi tiến vào dễ dàng. Ta muốn đến là đến, không cần người khác cho phép. Hạ Thiên dùng loại giọng điệu rất tùy ý, nói, về phần hộ pháp sứ mà ngươi nói, đã bị ta giết chết hết rồi. Chương 2445, trên hòn đảo này âm hậu chính là thần. Ta biết, ngươi nói là Bạch Như Yên và Đinh Thắng Thiên à. Nữ tử xa lạ cười nhạt một tiếng. Cũng không hề để ở trong lòng, 2 tên hộ pháp sứ đó chính là 2 tên yếu nhất. Vẻ mặt của Hạ Thiên bực mình, nói, ai nói 2 tên, ta thủ tiêu 5 tên. 5 tên, đâu ra 5 tên, bọn ta cũng chỉ có 4 tên hộ pháp sứ. Nữ tử xa lạ đầu tiên là ngẩn người, sau đó có chút buồn cười, nói, Hạ Thiên, không ngờ là ngươi cũng biết nói dóc. Tin hay không thì tùy ngươi, Hạ Thiên từ trước đến giờ chẳng muốn giải thích nhiều với những người không quen biết. Nói xem ngươi là ai, và tại sao lại ở cùng với vợ Y Y của ta. Nữ tử xa lạ kia cười nhạt, nhìn về phía Y Tiểu Âm, Tiểu Y, hay là ngươi giới thiệu cho ta đi. Nàng tên Âm Vô Vũ, là tộc trưởng đương nhiệm của huyền âm tộc trên đảo Sương Nguyệt, là lão yêu bà hơn 100 tuổi. Y Tiểu Âm chậm rãi giới thiệu với Hạ Thiên, tu vi là nguyên anh kỳ đỉnh phong, tinh thông trận pháp, nhưng thực lực không thể coi thường, đại đa số cơ quan trận pháp trên đảo đều là do nàng bố trí. Trên mặt Âm Vô Vũ lộ ra sự bất mãn, Tiểu Y, ngươi nói như vậy làm ta rất thương tâm, ngươi hầu như là do một tay ta nuôi nấng. Ta chính là Hoàng Hoa Đại Khuê nữ 108 tuổi, thiếu nữ thâm niên, còn danh xưng lão yêu bà này thì ngươi vẫn cứ dùng cho âm hậu đi. Hạ Thiên có chút kỳ quái nhìn Âm Vô Vũ, vợ tương lai đã nói Bạch Kỳ Thạch là huyền tôn của tộc trưởng, nếu ngươi là tộc trưởng, tại sao có thể là Hoàng Hoa Đại Khuê nữ chứ? Ta nhớ hình như ngươi có loại năng lực này mà. Lẽ nào ngươi không thấy ta là Hoàng Hoa Đại Khuê nữ à? Âm Vô Vũ hơi có chút trêu chọc nói. Hạ Thiên thuận miệng nói, ngươi có phải là Hoàng Hoa Khuê nữ hay không ta không biết, nhưng cái thân thể này của ngươi thì khẳng định là như vậy. Nói nghe lạ thật đấy, thân thể của ta khẳng định là Hoàng Hoa Đại Khuê nữ. Ánh mắt của Âm Vô Vũ lấp lóe, không khỏi nở nụ cười, lẽ nào ta còn có thể sử dụng linh hồn đến sinh con dưỡng cái à? Đó là việc của ngươi. Liên quan gì đến ta và vợ Y Y chứ? Hạ Thiên hờ hững trả lời một câu. Âm Vô Vũ nói, quả thật không liên quan gì đến các ngươi. Hạ Thiên không có hứng thú nói chuyện với Âm Vô Vũ, chỉ là nói với Y Tiểu Âm, vợ Y Y, âm hậu gì đó đang ở đâu, bây giờ chúng ta đi qua đó giết chết nàng. Chuyện này chưa vội, cứ từ từ đã, Y Tiểu Âm thuận miệng nói. Tiểu Y,
ngươi lên đảo, quả nhiên không có ý tốt gì, lại còn muốn giết Âm Hậu. Âm Vô Vũ cảm thán lắc đầu không ngớt, tiếc là, cái bản tính của ngươi phỏng chừng không hoạt động được, chỉ bằng hai người các ngươi có lẽ không giết Âm Hậu được. Vẻ mặt của Hạ Thiên mất hứng nói, giết Âm Hậu gì chứ, một mình ta là đủ rồi, không cần vợ y y động thủ. Nói ra thì dễ, muốn làm được thì e là bất khả thi. Âm Vô Vũ cười nói, chỗ dựa của ngươi chẳng qua chỉ là nghịch thiên bát châm mà thôi, nhưng mà Âm Hậu cũng không phải là không có lĩnh giáo nghịch thiên bát châm. Và thủ đoạn của Âm Hậu, các ngươi lại không biết gì cả, cho nên các ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ a. Nói nhảm nhiều thật, Hạ Thiên rất là khinh thường những gì nàng nói, có thắng hay không, đánh thử mới biết được. Ngươi nói toẹt ra Âm Hậu đang ở đâu là được. Kỳ thực ta cũng muốn giết Âm Hậu, sau đó thoát thân rời khỏi hòn đảo nát bét này. Âm Vô Vũ lắc đầu, hơi có chút tiếc nuối nói, nhưng mà ta cũng không phải là đối thủ của nàng, hơn nữa nàng ở đâu, không có ai biết cả, nên chuyện này cần chính các ngươi tự đi tìm. Y Tiểu Âm khá là bất ngờ, nhìn về phía Âm Vô Vũ, là tộc trưởng của Huyền Âm tộc, ngươi lại không biết nàng ở đâu. Nàng đương nhiên là ở trên đảo, Âm Vô Vũ giọng điệu bình tĩnh, nói, nhưng mà cụ thể ở chỗ nào, cụ thể là ai, thì ta không biết, cũng không ai biết. Hạ Thiên trực tiếp nói, thế thì trực tiếp gọi toàn bộ người trên đảo đến đây, cho ta xem thử là biết ai ngay mà. Cách này hay đấy, Âm Vô Vũ cười vỗ tay một cái, liền lộ ra thần sắc khó xử, cơ mà, có một vấn đề nhỏ. Y Tiểu Âm hỏi, vấn đề gì? Triệu tập tất cả mọi người trên đảo, thế cần dùng tới xương nguyệt lệnh, nhưng mà chỉ có tộc trưởng là có thể sử dụng xương nguyệt lệnh. Âm Vô Vũ nhìn thử Y Tiểu Âm và Hạ Thiên, có chút tiếc nuối nói, và hiển nhiên, các ngươi cũng không có quyền hạn này. Hạ Thiên bĩu môi, ngươi có là được rồi. Đúng ha, Âm Vô Vũ như thể vừa mới nghĩ ra, vỗ tay một cái, ta chính là Huyền Âm tộc tộc trưởng mà, suýt nữa thì quên, xương nguyệt lệnh đúng là ở trên tay ta. Dứt lời, đổi chủ đề, cười ha hả nói, nhưng mà, tại sao ta phải giúp các ngươi chứ? Đầu óc ngươi không có vấn đề, nhưng mà trí nhớ có vẻ không tốt cho lắm thì phải. Hạ Thiên nhìn Âm Vô Vũ như là nhìn thấy tên ngốc, chẳng phải chính ngươi mới vừa nói ngươi cũng muốn giết Âm Hậu à, chỉ cần tìm được người, ta liền có thể giết chết nàng. Ồ, Âm Vô Vũ khẽ vuốt cằm, trầm ngâm vài giây, lại nói, lời này cũng đúng, thậm chí ta còn phải cảm ơn các ngươi nữa cơ. Nhưng mà, dựa vào cái gì mà ta tin các ngươi có thể giết Âm Hậu? Lỡ mà các ngươi không giết được, đến lúc đó chẳng phải ta chết chắc sao? Lời này cũng không phải là không có đạo lý. Y Tiểu Âm hiểu rất rõ về thực lực của Hạ Thiên, tuyệt đối tin tưởng hắn có thể chiến thắng Âm Hậu, nhưng mà điều này không đồng nghĩa với việc người khác cũng có suy nghĩ này, huống chi tộc trưởng Âm Vô Vũ xưa giờ sống dưới cái bóng của Âm Hậu, có thể trong lòng nàng không thích Âm Hậu, không có chút tôn kính nào, nhưng không có nghĩa ngoài mặt nàng dám làm như vậy. Âm Vô Vũ cười cười, nói thêm, ở trên hòn đảo này, Âm Hậu chính là thần, người có thể thử thí thần, nhưng còn ta thì không. Chương 2446, vị trí tộc trưởng này ta làm. Nàng là thần hay là tên tâm thần, chuyện này không liên quan gì đến bọn ta. Hạ Thiên bình chân như vậy, hiện tại ta chỉ muốn biết nàng ở đâu, ngươi có thể tìm thấy thì cứ tìm, không tìm được thì cũng đừng cản trở. Thật ra ngươi hoàn toàn không cần phải gấp, coi như ngươi không đi tìm Âm Hậu, nàng sớm muộn cũng sẽ tới tìm ngươi. Âm Vô Vũ cười nói, nàng còn sốt ruột hơn cả ngươi đấy. Dù sao nàng vẫn còn nhớ nhung nghịch thiên bát châm mấy thập niên rồi, chỉ có điều sau khi trải qua giáo huấn lần trước, nàng trở nên cực kỳ ẩn nhẫn, nếu không chắc 100% thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện, có đôi lúc nàng thả bỏ lỡ cơ hội chứ sẽ không dễ dàng ra tay. Ngươi muốn tìm nàng, chỉ sợ là hơi khó. Vợ y y, hay là chúng ta đừng để ý đến nữ nhân này. Vẻ mặt của Hạ Thiên thiếu kiên nhẫn, ả thiếu dứt khoát quá, toàn nói một nửa rồi giấu một nửa. Khẳng định là không có ý tốt lành gì. Y Tiểu Âm lúc này nói, chúng ta muốn tìm ra Âm Hậu, nhất định cần nàng hỗ trợ. Thế đánh nàng một trận đi, chủ kiến của Hạ Thiên vẫn đơn giản và dứt khoát như xưa. Âm Vô Vũ giả vờ sợ hết hồn, kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, nói, không ngờ là ngay cả con gái mà ngươi cũng muốn đánh, hơn nữa còn là thiếu nữ chưa trải sự đời như ta. Đừng giả bộ, Hạ Thiên chừng nữ tử này một cái, hoặc là hỗ trợ. Hoặc là ăn đòn, chính ngươi chọn. Ta có kiến nghị tốt hơn. Âm Vô Vũ cười lắc đầu, ở trên đảo Sương Nguyệt, có thể tìm thấy Âm Hậu, chỉ có tộc trưởng Huyền Âm tộc. Cho nên, chỉ cần ngươi làm tộc trưởng,
việc tìm ra âm hậu là việc không thành vấn đề gì. Hạ Thiên bĩu môi, ta không có hứng thú làm tộc trưởng. Vậy thì lực bất tòng tâm rồi. Âm Vô Vũ giang hai tay ra, giả vờ bất đắc dĩ, nói tiểu y, cũng không phải là ta không muốn giúp, là chồng của ngươi không suy nghĩ cho ngươi tí nào, cũng không có chút suy nghĩ hy sinh cho ngươi. Chuyện này thì liên quan gì tới vợ y y? Hạ Thiên bất mãn nhìn Âm Vô Vũ, ngươi lại kiếm kế ly gián, có tin là ta đánh ngươi không? Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên, bỗng nhiên nói, nếu như ta muốn cho ngươi làm tộc trưởng, ngươi đồng ý không? Hạ Thiên cười hì hì nói, vợ y y, ta chắc chắn là phải nghe lời ngươi, nhưng mà không cần thiết tí nào. Ta biết tại sao, Âm Vô Vũ cười giải thích, tiểu y là muốn giải cứu tất cả mọi người trên đảo, cho dù là tộc nhân của Huyền Âm tộc, hay là người bình thường bị vây khốn trên đảo. Hạ Thiên có chút khó hiểu, cứu người cũng không cần phải đi làm tộc trưởng gì cả. Đương nhiên cần, Âm Vô Vũ giải thích tiếp, đảo Sương Nguyệt vốn chỉ là một hoang đảo không người, là âm hậu đã tìm được hòn đảo này, sau đó thu dưỡng mấy trăm cô nhi từ khắp nơi trên thế giới, trải qua 100-200 năm phát triển, mới tạo nên Huyền Âm tộc như bây giờ. Nói nghe hay nhỉ, thật ra những người này đều là do tên âm hậu đó dùng làm thí nghiệm. Hạ Thiên không chút lưu tình, vạch trần Âm Vô Vũ, nếu như không phải vợ y y rời đi sớm, thì phỏng chừng cũng sẽ bị âm hậu gieo họa. Âm Vô Vũ thở dài, chậm rãi nói, người đã hiểu, vậy thì càng tốt. Nói trắng ra, tất cả tính mạng của các tộc nhân Huyền Âm tộc đều đang nằm trên lưng tộc trưởng, mà tính mạng của tộc trưởng thì nằm trên lưng âm hậu. Nếu như ngươi làm tộc trưởng, thế thì ngươi liền có thể khống chế Huyền Âm tộc, đồng thời cũng sẽ bị âm hậu khống chế. Đến lúc đó, ngươi dĩ nhiên có thể trực tiếp nảy sinh liên hệ với âm hậu. Nói cho đã, ngươi vẫn muốn tự mình thoát thân, muốn cho ta gánh thay nguy cơ cho ngươi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, làm như vậy thì ta có lợi ích gì chứ? Âm Vô Vũ lắc đầu, đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ lợi ích gì, mà trái lại còn rất có thể sẽ vì chuyện này mà chết. Thế đối với vợ y y có lợi ích gì không? Hạ Thiên lại hỏi. Đương nhiên là có, Âm Vô Vũ thấy Y Tiểu Âm không nói lời nào, trịnh trọng nói, Y Tiểu Âm dù sao cũng là người rời khỏi đảo, âm hậu tuyệt đối đã động tay động chân lên người nàng, chỉ là năng lực của ta yếu kém, không tìm ra được. Nếu ngươi làm tộc trưởng, muốn tiêu trừ mầm họa cho Y Tiểu Âm, vậy hẳn là không có vấn đề gì. Trong thân thể ta không có mầm họa gì cả, chỉ là ta không muốn nàng hại người khác nữa. Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói, Hạ Thiên, nếu như ngươi có lòng tin, vậy chúng ta cùng nhau tiêu diệt âm hậu. Nếu không có, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, đến lúc đó chúng ta cùng rời khỏi đảo Sương Nguyệt, vĩnh viễn không bao giờ trở lại đây nữa. Hạ Thiên trịnh trọng nói, vợ y y, trên đời này không tồn tại tình huống mà ta không có lòng tin, vị trí tộc trưởng này ta làm. Ngươi chắc chưa, Y Tiểu Âm nghiêm túc nói, chuyện này kỳ thực vô cùng nguy hiểm, đối với ngươi cũng không có lợi ích gì, ngươi không cần thiết vì ta mà miễn cưỡng tiếp nhận. Vợ y y, nàng nghĩ nhiều quá rồi đó. Hạ Thiên một bộ cực kỳ tùy ý bộ dạng, không phải chỉ là một lão yêu bà thôi sao, chỉ cần tìm ra ả, nội trong vài phút là ta có thể tiêu diệt nàng. Hơn nữa, thật ra chuyện này, có liên quan đôi chút đến ta, dù sao liên lụy tới Nghịch Thiên Bát Châm, ta nhất định phải tìm ả để hỏi cho ra lẽ. Ha ha ha, vậy mà các ngươi lại ở đây âm mưu tính kế âm hậu, bây giờ bị ta phát hiện, các ngươi chết chắc rồi. Lúc này, vách tường hình ô vuông xung quanh ầm ầm sụp đổ, một bóng người chậm rãi đến gần, nở nụ cười mỉa mai. Chương 2447, người của ta. Người đến mặc một bộ đồ trắng, cả người cũng trắng đến mức gần như trong suốt, tóc dài màu trắng quấn khăn choàng, ngay cả con ngươi đều là màu trắng, khiến người ta vừa nhìn sang liền cảm thấy không thoải mái. Âm Vô Vũ nhìn kẻ đến, lông mày hơi nhíu, cười nói, ngươi không ở trận pháp bên kia sao, tới đây làm gì? Người đến nhẹ giọng cười cợt, nói, đương nhiên là sang đây hóng chuyện, không nghĩ rằng lại nghe được loại chuyện đáng sợ như vậy. Đồ đần này là ai thế? Hạ Thiên tiến lại gần Y Tiểu Âm, thuận miệng hỏi một câu. Ứng Mộng Bạch, là một trong tam đại trưởng lão trên đảo Sương Nguyệt, thực lực hẳn là ở phân thần kỳ. Y Tiểu Âm chỉ lo Hạ Thiên quá xem thường người trước mắt, bèn nhỏ giọng nhắc nhở, bây giờ ngươi chỉ có tu vi kim đan kỳ, xét về mặt cảnh giới thì chênh lệch không nhỏ so với hắn. Mặc dù có Nghịch Thiên Bát Châm làm hậu thuẫn, nhưng vẫn phải cẩn tắc vô ưu, người này có chút quỷ dị. Hạ Thiên đánh giá người đến, lạnh nhạt nói, trông chẳng có gì ghê gớm,
so với hộ pháp sứ bị ta giết lúc trước không khác nhau biệt gì cho lắm. Lúc này, Ứng Mộng Bạch cũng nhìn sang Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, cười nói, Y Tiểu Thư, nhiều năm như vậy không gặp, người lại đẹp hơn, có thời gian cùng nhau uống trà chứ? Không rảnh, Hạ Thiên kiên quyết từ chối thay Y Tiểu Âm, vợ ta chưa bao giờ uống trà với bất kỳ nam nhân nào khác. À, người chính là chồng của Y Tiểu Thư à? Ứng Mộng Bạch khóe miệng hơi cong lên, khá là khinh thường nói, trông thường thường không có gì đặc biệt, thực sự là không xứng, phải biết Y Tiểu Thư chính là hài tử có thiên phú cao nhất trên đảo Sương Nguyệt trong gần trăm năm qua, vốn đã được Âm Hậu bồi dưỡng như là tộc trưởng tương lai, nhưng đáng tiếc nàng lại chọn rời đảo, làm đệ tử Âm Y Môn. Nói nhảm xong chưa, Hạ Thiên nghe người này nói liền cảm thấy rất khó chịu, coi như ta không xứng với vợ Y Y, thì mắc mớ gì tới ngươi. Tính khí còn có chút nóng nảy, Ứng Mộng Bạch càng không hài lòng về Hạ Thiên hơn, ta cũng chẳng quan tâm ngươi lừa Y Tiểu Thư như thế nào, nếu mà còn muốn sống tiếp, kể từ hôm nay ngươi liền rời xa Y Tiểu Thư, đừng quay lại quấy rầy nàng. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nói, đồ đần nhà ngươi là đến đây muốn ăn đòn, đúng không? Khẩu khí không nhỏ, chỉ mới đánh bại mấy tên hộ pháp sứ, liền cảm thấy mình vô địch thiên hạ rồi sao? Ứng Mộng Bạch nở nụ cười khinh bỉ, đưa tay sờ sờ một sợi tóc trắng ở trước ngực, Y Tiểu Thư, khoảng thời gian ngươi rời đảo, làm sao ánh mắt của ngươi lại trở nên kém đến vậy? Ngươi có bệnh, Hạ Thiên liếc mắt nhìn tay của người này, phát hiện tay hắn cũng trắng đến phát sáng, hơn nữa móng tay cũng là màu trắng. Cái tay mò tóc của Ứng Mộng Bạch bỗng nhiên ngừng lại, sau đó lạnh lùng nói, thật là vô lễ. Ngươi quả thật có bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Hạ Thiên trịnh trọng nói, mặc dù loại bệnh này để ngươi có được sức mạnh phi thường, nhưng tuổi thọ của ngươi đang giảm mạnh, vì kéo dài tuổi thọ, ngươi hẳn là đã hại chết không ít người. Ứng Mộng Bạch sờ sờ móng tay màu trắng của mình, lạnh giọng nói, miệng thúi như vậy, ngươi có thể sống đến bây giờ, đúng thật là kỳ tích. Được rồi, Ứng Mộng Bạch, nói thẳng đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Âm Vô Vũ không muốn vòng vo tam quốc, trực tiếp hỏi, Hạ Thiên cũng không có nói sai, dám khoe mẽ ở trước mặt ta, đầu óc ngươi quả thật là có bệnh. Âm tộc trưởng, ngươi nói như thế thì hơi ác, Ứng Mộng Bạch quả nhiên bị Âm Vô Vũ hấp dẫn sự chú ý, ngoại trừ Âm Hậu ra, ai dám khoe mẽ ở trước mặt các ngươi, ta cũng chỉ là một trưởng lão nho nhỏ, đắc tội ngươi, lỡ mà ngừng cung cấp linh khí cho ta, ta chẳng phải là chết chắc sao. Âm Vô Vũ nói, thế nào? Còn muốn vòng vo nữa à? Thôi, vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề. Ứng Mộng Bạch tiếp tục sờ móng tay trắng của mình, nói với Âm Vô Vũ, Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, đồ mà ta muốn rất đơn giản, đó chính là trường sinh bí pháp của Âm Hậu, và danh ngạch tiến vào tiểu tiên giới, những thứ đồ khác, ta đều không lấy. Ứng trưởng lão khôn thật, Âm Vô Vũ không ngừng cười ha ha, có chút châm biếm, nói, mặc dù đảo Sương Nguyệt được xưng là hòn đảo thức tỉnh linh khí. Nhưng mà hàng năm linh khí có thể tự sinh ra, phần lớn đều cung cấp cho Âm Hậu, một phần nhỏ mới chia cho chúng ta. Ngươi cầm trường sinh bí pháp của Âm Hậu, chẳng phải là trực tiếp cướp đi gần 8 phần 10 ngọn nguồn linh khí của đảo Sương Nguyệt, không thấy quá đáng sao? Không quá đáng tí nào cả. Mặt Ứng Mộng Bạch hiện ra nụ cười gằn, nói một cách đầy ý vị sâu xa, Âm Hậu bế quan thất bại, bây giờ nguyên khí đại thương, nhưng muốn giết nàng, cũng không phải là chuyện dễ. Nếu như không có ta giúp, chỉ bằng ngươi và Y Tiểu Thư, chỉ sợ còn chưa đủ sức, về phần vị Hạ tiên sinh này, ha ha, vừa nhìn là biết không làm nên trò trống gì, vẫn là không đề cập đến. Y Tiểu Âm lạnh giọng nói, Ứng trưởng lão, ngươi nói chuyện có phần vô lễ rồi đó. Dù nói thế nào đi nữa, Hạ Thiên cũng là người. Của ta, ngươi nói như vậy, chẳng phải là không coi ta ra gì sao? Chương 2448. Chỉ bằng cái đồ chơi này sao? Vợ Y Y, nàng thừa nhận ta là người của nàng, à không đúng, nàng là người của ta mới đúng. Hạ Thiên ôm chặt Y Tiểu Âm, không nhịn được sửa lại một xíu, nghĩ lại, dường như cũng không có gì không đúng cả, cười hì hì nói, được rồi, chuyện này không đáng kể, nàng là người của ta, hay ta là người của nàng, cũng không có sai. Y Tiểu Âm cạn lời lườm Hạ Thiên một cái, cũng chẳng quản hai cái tay chiếm tiện nghi của hắn. Y Tiểu Thư, người quả nhiên đã thay đổi rồi. Ứng Mộng Bạch có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vô cùng cảm khái nói, ngươi thuở nhỏ khí chất lạnh lùng, hầu như không ai dám tới gần ngươi, nhưng bây giờ lại trở nên có phần dễ dãi, thực sự là làm ta đau lòng. Âm Vô Vũ khẽ cười ha ha, nói cho nên ngươi không hiểu tiểu y tí nào,
từ nhỏ nàng chính là một người thiện lương và ấm áp, cái gọi là lạnh lùng mới là giả vờ giả vịt, người cảm thấy nàng là người khó gần, chẳng qua là bởi vì nàng và ngươi căn bản không phải là cùng một loại người. Có lẽ vậy, Ứng Mộng Bạch cũng không xoắn suýt vấn đề này, chuyển đề tài, nói tiếp, vẫn là nói về điều kiện của ta đi, danh ngạch tiểu tiên giới ta có thể từ bỏ, nhưng mà trường sinh bí pháp của âm hậu, nhất định phải thuộc về ta. Bằng không thì, chẳng thà ta trực tiếp mật báo cho âm hậu, sau đó lấy được một chút đồ tốt từ nàng. Con người của Âm Vô Vũ hơi co rụt lại, dò hỏi, người biết nàng ở đâu ư? Đáp ứng điều kiện của ta trước đã, Ứng Mộng Bạch không hề bị lay động. Vậy ngươi phải hỏi Hạ Thiên và Tiểu Y. Lúc này, Âm Vô Vũ cười rất sảng khoái, Hạ Thiên đã đáp ứng tiếp nhận vị trí tộc trưởng Huyền Âm tộc, Tiểu Y đương nhiên chính là tộc trưởng phu nhân, ngươi có yêu cầu gì, thì nói với bọn họ. À, tìm một người ngoài tới làm tộc trưởng. Trong giọng nói của Ứng Mộng Bạch tràn đầy trào phúng, Âm Vô Vũ, ngươi đây là cho rằng âm hậu bị phản phệ, không dám bắt ngươi, đúng không? Âm Vô Vũ lắc đầu, 100 năm trước, ta cũng là người ngoài. Các đời tộc trưởng của Huyền Âm tộc không có một ai là người sinh sống ở đây, ngươi biết tại sao không? Không biết, Ứng Mộng Bạch lắc đầu, nhìn Âm Vô Vũ rồi nói, thời điểm ta ra đời, hình như ngươi chính là tộc trưởng, cũng không ai nghe nói qua các tộc trưởng trước thời của ngươi. Có điều, ngươi muốn giao vị trí tộc trưởng, cần phải đi xin ý kiến của âm hậu, còn có ý kiến của các tộc nhân trên đảo sao? Không cần, vẻ mặt của Âm Vô Vũ thành thật nói, ta là tộc trưởng. Chỉ cần ta giao xương nguyệt lệnh, và điệp mộng tâm pháp cho Hạ Thiên, hắn sẽ trở thành tộc trưởng, ai phản đối cũng không được. Ứng Mộng Bạch lạnh nhạt nói, thế thì tùy ngươi, dù sao ta cũng không hứng thú vị trí tộc trưởng cho lắm, thứ mà ta muốn chỉ có trường sinh bí pháp của âm hậu, chỉ cần các ngươi giao ra đây, ta liền giúp các ngươi. Theo ta nhớ, Ứng Hiểu Nguyệt gì đó cũng muốn trường sinh bí pháp của âm hậu, mà tên đần cũng họ Ứng, có phải là cùng một phe không? Hạ Thiên chợt nhớ tới một chuyện. Hỏi Y Tiểu Âm. Y Tiểu Âm gật gù, bọn họ quả thật có chút quan hệ, ta đoán Ứng Hiểu Nguyệt sở dĩ dám đến đảo Sương Nguyệt, nhất định là có liên quan đến hắn. Được rồi, ta hỏi lần cuối. Ứng Mộng Bạch cũng hết kiên nhẫn, nhìn thẳng Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, rốt cuộc các ngươi có đáp ứng điều kiện của ta hay không? Hạ Thiên đang muốn mở miệng, Y Tiểu Âm lại ngăn lại, sau đó nói, bọn ta tới đảo, mục đích duy nhất chính là giết âm hậu. Giải phóng tất cả mọi người trên đảo Sương Nguyệt. Còn những thứ khác, các ngươi muốn thì cứ tự đi cầm lấy. Y tiểu thư, ngươi nói như vậy làm ta có chút mơ hồ. Ứng Mộng Bạch cười khẽ ha ha, chỉ vào Y Tiểu Âm rồi nói, ngươi tốt nhất là nói rõ một chút, nếu không thì sau này xảy ra hiểu lầm gì thì không hay cho lắm. Đồ đần nhà ngươi, có vậy cũng nghe không hiểu à? Hạ Thiên khó chịu chừng người này một cái, ý của vợ Y Y đã rất rõ ràng. Bọn ta không có hứng thú hợp tác với ngươi, cũng không cần sự hỗ trợ của ngươi. Ngươi muốn cái gì, chính ngươi đi lấy, đừng có coi bọn ta đần giống như ngươi. Ứng Mộng Bạch khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói, ban đầu còn nghĩ đám các ngươi đang mưu đồ loại chuyện hệ trọng này, khẳng định đều có đầu óc, hiện tại xem ra là ta nghĩ lầm rồi. Đã như vậy, vì để ngừa dây cả ra dây muống, tránh các ngươi phá hỏng kế hoạch của ta, chỉ có thể ép các ngươi tiếp tục sống ở đây. Hoặc là ta trực tiếp giết các ngươi. Đồ đần nhà ngươi đang uy hiếp bọn ta à? Hạ Thiên hờ hững, cơ mà, ngươi có đủ thực lực không? Đương nhiên là có, Ứng Mộng Bạch cũng không khách khí, đột nhiên buông lỏng hai tay, móng tay trắng mở ra như ống nước, vô số ánh sáng màu trắng từ móng tay của hắn chảy ra. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ không gian liền trở nên trắng tinh, giữa không trung lại có một vầng trăng đen treo giữa trời. Huyền Nguyệt chiếu bạch, Ứng Mộng Bạch lơ lửng giữa không trung, vầng trăng đen ngự trên đầu, con mắt màu trắng lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, Y Tiểu Âm và Âm Vô Vũ, nếu các ngươi ngoan ngoãn ở lại đây, thế thì sẽ không có chuyện gì. Chờ ta làm xong việc, liền sẽ tới đây thả các ngươi. Nếu không thì mặt trăng đen này sẽ chiếu các ngươi thành bạch cốt, cuối cùng hóa thành một vũng nước màu trắng. Vầng trăng đen kia tỏa ra ánh sáng màu đen, quả thật mang theo một nhiệt độ quỷ dị, bao vây ba người Hạ Thiên. Nhưng lại chừa cho bọn họ không gian đứng. Chỉ bằng cái đồ chơi này liền muốn vây khốn ta và vợ Y Y ư? Hạ Thiên bĩu môi, khinh thường nói, hay là ngươi tự ở lại đây, chậm rãi hưởng thụ đi. Ứng Mộng Bạch hừ lạnh một tiếng, giơ tay, chỉ về phía Hạ Thiên, vậy ta liền để cho ngươi biết sự lợi hại của Huyền Nguyệt chiếu bạch. Cẩn thận, Y Tiểu Âm biến sắc, theo bản năng đẩy Hạ Thiên ra.
chỉ đáng tiếc là đã muộn, mặt trăng đen giữa không trung bỗng dưng chiếu xuống vài tia sáng màu đen, trực tiếp thiêu đốt thân thể của Hạ Thiên thành một cái lỗ. Chương 2449, người của tiểu tiên giới. Huyền nguyệt chiếu bạch, hắc quang đốt xương. Thân thể của Hạ Thiên cũng có thể thấy được dựa theo tốc độ mắt thường, mục nát cực nhanh, cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương khô. Kỳ quái chính là, Y Tiểu Âm lại nhìn một cách lạnh nhạt, thậm chí là có vẻ trầm ngâm. Âm Vô Vũ cũng không quá kinh ngạc, chỉ là nhìn chằm chằm mặt trăng màu đen lơ lửng giữa không trung. Ha ha, vốn còn cho rằng muốn phí chút công phu, không nghĩ tới Hạ Thiên lại tự đại như vậy, cũng tốt, bớt việc. Ứng Mộng Bạch cười ha ha, nhìn Y Tiểu Âm và Âm Vô Vũ một cách đầy hứng thú, hai người các ngươi vô tình thật đấy, cứ như vậy nhìn hắn chết, vậy mà thờ ơ không động lòng. Y Tiểu Âm quay đầu nhìn về phía Âm Vô Vũ, nhàn nhạt hỏi, nhãn lực kém như vậy, làm sao mà hắn lên làm tam đại trưởng lão được vậy? Không biết, Âm Vô Vũ lắc đầu, giải thích như đúng rồi, nói, lịch sử của tứ đại hộ pháp do ta chỉ định và đảm nhiệm, còn tam đại trưởng lão thì cùng cấp với ta, bọn họ do Âm Hậu đích thân lựa chọn, ở trên đảo cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của Âm Hậu. Ứng Mộng Bạch gặp Âm Vô Vũ và Y Tiểu Âm bình tĩnh như thế, chỉ nói các nàng là đang cố giả vờ bình tĩnh, cười ha ha, nói, ở trong không gian huyền nguyệt chiếu bạch của ta, tốt nhất là các ngươi nên thành thật ở lại, chờ ta xử lý xong đại sự, sau đó lại chơi với các ngươi. Ta rất hiếu kỳ, Âm Vô Vũ ý cười đầy mặt, nhìn Ứng Mộng Bạch, lấy thực lực của ngươi, mặc dù Âm Hậu bế quan thất bại, bị trọng thương, cũng chưa chắc giết được nàng. Y Tiểu Âm cũng đang suy nghĩ về cái vấn đề này, biểu hiện của tên Ứng Mộng Bạch này thực sự là có chút nôn nóng, coi như hắn có Ứng Hiểu Nguyệt làm viện trợ, chỉ sợ cũng còn chưa đủ. Hắn điên cuồng như vậy, chỉ sợ còn có những thủ đoạn khác. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ứng Mộng Bạch vừa mới giải quyết xong nhân tố ngoài ý muốn mà hắn lo lắng nhất, hiện tại chính là thời khắc muốn thể hiện nhất, không có chút cấm kỵ nào, nói quả thật, mặc dù Âm Hậu trọng thương, ta muốn giết nàng cũng không dễ. Thậm chí có thêm hai tên trưởng lão, tỷ lệ thành công cũng chỉ là 50-50. Chuyện này vốn đã được Âm Hậu lên kế hoạch, tu vi của bọn ta vẫn bị nàng dùng tất cả biện pháp để áp chế trong phạm vi khống chế của nàng. Nhưng mà, Ứng Mộng Bạch vừa nói nhưng mà, sau đó ngừng lại vài giây, quan sát sắc mặt của Y Tiểu Âm và Âm Vô Vũ, người có ý đồ với Âm Hậu, không chỉ có ta, và không chỉ có người trên đảo. Thì ra ngươi còn mời ngoại viện, chỉ là không biết người ở nơi nào. Âm Vô Vũ không cảm thấy bất ngờ, muốn đối phó Âm Hậu, nhất định phải cần chi viện từ bên ngoài, bằng không, coi như người trên đảo hợp sức lại, cũng không cách nào giải quyết Âm Hậu. Cũng không phải là do Âm Hậu mạnh đến mức độ như thế, mà là tất cả người trên đảo Sương Nguyệt đều nhận được ân huệ của Âm Hậu, huyết mạch trong cơ thể có hạn chế do Âm Hậu khắc xuống. Ứng Mộng Bạch cũng không có che giấu, trực tiếp nói, tự nhiên là người của tiểu tiên giới. Chuyện này cũng không khó đoán lắm. Chẳng qua là có chút kỳ quái, ngoại trừ ta và Âm Hậu ra, trên đảo hẳn là không ai có thể liên hệ được với tiểu tiên giới mới phải. Trên mặt Âm Vô Vũ hơi nghi hoặc, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, à, đúng rồi, xem ra khoảng thời gian trước số lượng lớn âm cực hoàn bị lộ ra ngoài, chắc là do ngươi thông qua Hoàng Trường Sinh để bại lộ nó. Đúng vậy, Ứng Mộng Bạch không có phủ nhận, nhẹ nhàng cười nói, âm cực hoàn chính là cống phẩm cung cấp cho tiểu tiên giới, chỉ cần nó xảy ra vấn đề. Tiểu tiên giới tất nhiên sẽ phái người sang đây điều tra, đến lúc đó ta chỉ cần phái người đón bọn họ là xong. Lúc này, Y Tiểu Âm nhớ ra một chuyện, lúc ở trên biển, ta đã từng gặp được một tu tiên giả tên là Diệp Tuyệt Trần, lẽ nào hắn chính là người đến từ tiểu tiên giới ư? Đúng thế, Diệp Tuyệt Trần là đệ tử của Vạn Linh Động Thiên, lần này sang đây ngoại trừ việc điều tra âm cực hoàn ra, thì hắn còn có nhiệm vụ mang Bạch Tiêm Tiêm đến tiểu tiên giới để bồi dưỡng. Ứng Mộng Bạch chậm rãi nói. Âm Vô Vũ suy cười một tiếng, bồi dưỡng. Đừng nói chuyện tào lao đó, chỉ có mình ngươi làm giao dịch, bán Tiêm Tiêm cho Vạn Linh Động Thiên mà thôi. Thì sao chứ, sắc mặt của Ứng Mộng Bạch ngạo nghễ, dù sao Bạch Tiêm Tiêm ở lại trên đảo, không phải cũng sẽ bước theo gót chân của ngươi, trở thành một lão bà mà chẳng ai cần đấy sao. Đi tới tiểu tiên giới, nói không chừng tương lai còn có thể làm nữ chủ nhân của Vạn Linh Động Thiên. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Cơ hội tốt như vậy, thế tại sao ngươi không đi? Lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên. Ứng Mộng Bạch cười nói, nếu như ta là con gái, và tướng tá tuyệt mỹ, thì đã sớm đi thử rồi, sao lại tặng loại kỳ ngộ này cho tiểu nha đầu đó?
Nói hay lắm, vậy ta liền biến ngươi thành con gái là được. Giọng nói lười biếng đó bỗng nhiên cười hì hì, có điều, lấy diện mạo của ngươi, thì đừng có mơ tới, tuyệt mỹ, chỉ có thể nói là ưa nhìn mà thôi. Cơ mà người của tiểu tiên giới gì đấy, chưa biết chừng khẩu vị lạ, thích ngươi thì sao? Câm miệng, Ứng Mộng Bạch có thể chấp nhận bị trêu chọc, thế nhưng không cách nào khoan nhượng cho loại sỉ nhục này, không khỏi bắt đầu lớn tiếng quát mắng, ngươi vậy mà dám khinh miệt như thế. Lời còn chưa nói hết, cơn giận đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn thấy được một người tuyệt đối không thể gặp lại. Chương 2450, cái gì gọi là kinh dị thực sự? Không biết lúc nào, Hạ Thiên liền đứng ở bên người Ứng Mộng Bạch cách đó không xa, cười hì hì nói đi, nói tiếp đi. Ngươi, chuyện này không thể nào, sao ngươi còn sống? Ứng Mộng Bạch sợ hết hồn, liền lùi lại mười mấy bước, sắc mặt kinh ngạc không thôi, chỉ vào Hạ Thiên rồi nói, ngươi rõ ràng đã trúng huyền nguyệt chiếu bạch của ta, thân thể đều đã hóa thành bộ xương khô, làm sao lại còn sống? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái chiếu bạch gì đó của ngươi, quả thật là rất lợi hại. Có điều, ngươi học không đến nơi đến chốn, tốc độ lại quá chậm. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của ngươi, ta liền nghĩ để ngươi cao hứng một chút, nếu không nhiều năm tôi luyện của ngươi sẽ đổ sông đổ bể mất. Ta không tin, Ứng Mộng Bạch đúng thật là nhận phải đả kích không nhỏ, huyền nguyệt chiếu bạch của ta tuyệt đối không thể sơ suất, cho dù là âm hậu, chúng chiêu này của ta, muốn bình yên thoát thân, cũng phải chịu nguyên khí đại thương, làm sao ngươi có thể lành lặn như vậy được. Vậy ngươi có nghĩ tới một khả năng như sau không? Y Tiểu Âm cười nhạt, bổ sung thêm, tu vi của Hạ Thiên kỳ thực đã cao hơn âm hậu rất nhiều. Nói láo, Ứng Mộng Bạch lập tức phản bác, hắn rõ ràng cũng chỉ có tu vi kim đan kỳ, người nghĩ mắt ta bị mù không nhìn ra hay gì. Một kim đan nhỏ bé, có thể có tư cách gì chứ, ở trên đảo Sương Nguyệt bọn ta, kim đan kỳ không có 10 người cũng có 8 người, Hạ Thiên hắn lại là cái thá gì chứ. Ngươi mới là cái thá gì thì có. Hạ Thiên bĩu môi, học nghệ không tinh, lại không dám chấp nhận hiện thực, loại đồ đần như ngươi, ta thấy rất nhiều rồi. Y Tiểu Âm cười nói, kim đan kỳ cũng có kim đan kỳ này kim đan kỳ nọ, giống như là đều đang ở giữa sườn núi, có người thì từ trên đỉnh núi trở về sườn núi không tốn chút sức nào, mà có người thì lại kiệt sức cả đời mới miễn cưỡng đi tới sườn núi. Có ý gì? Ứng Mộng Bạch không biết Y Tiểu Âm muốn nói cái gì, hoặc là nói thật ra hắn đã biết nàng đang nói tới cái gì. Chỉ là không thể nào tiếp nhận điều đó mà thôi, ha ha, lẽ nào ngươi muốn nói là Hạ Thiên trên thực tế đã sớm là độ kiếp kỳ, sau đó cảnh giới rơi xuống kim đan kỳ. Không chờ Y Tiểu Âm và Hạ Thiên nói, Ứng Mộng Bạch trước hết liền bắt đầu cười ha ha, giễu cợt nói, thực sự là buồn cười, chỉ bằng chút linh khí trên trái đất, coi như tu thêm 10.000 năm, e là cũng không có một tên tu tiên giả độ kiếp kỳ. Nghe nói như thế, sắc mặt của Y Tiểu Âm không khỏi cổ quái. Bởi vì mười mấy năm trước, Hạ Thiên đã giúp mười mấy cô vợ của hắn lên tới độ kiếp kỳ. Hạ Thiên chẳng muốn nói nhảm với người này, vẻ mặt tùy ý nói, ban đầu còn cảm thấy ngươi còn có chút thú vị, muốn chơi đùa với ngươi, nhưng giờ lại phát hiện, ngươi cũng chỉ là một tên đần, tốt nhất là không nên phí thời gian với ngươi. Hạ Thiên, ngươi đừng quá cản rỡ, chẳng qua là may mắn thoát chết khỏi huyền nguyệt chiếu bạch của ta, liền cảm thấy mình lợi hại. Ứng Mộng Bạch dần dần tiếp nhận hiện thực. Nhưng có sự sai lệch trong hiểu biết, ta chỉ có thể nói, ngươi còn quá non. Ở trong tầng không gian này, ta muốn mạng của các ngươi, cũng chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Hạ Thiên gật gật đầu, cười hì hì nói, đúng, ngươi muốn lấy mạng của bọn ta, xác thực là dễ như ăn cháo. Nhưng mà, tay của ngươi giơ lên được không? Hiện tại ta liền khiến cho thể xác và linh hồn của các ngươi đều diệt, vĩnh viễn không bao giờ siêu thoát. Ứng Mộng Bạch bị Hạ Thiên chọc giận. Giơ tay liền muốn triệu hoán vầng trăng màu đen lần nữa, kết quả là thình lình phát hiện bản thân không nhúc nhích được. Không phải là dễ như ăn cháo cơ mà, thử giơ tay lên cho ta xem thử xem. Trên mặt Hạ Thiên vẫn cười hì hì, chỉ là trong mắt đầy vẻ trào phúng. Ứng Mộng Bạch liều mạng giãy giụa, ngay cả mặt mũi đều trông khá dữ tợn, nhưng đáng tiếc tứ chi vẫn không thể nhúc nhích, đành phải bất lực căm phẫn, nói, ngươi rốt cuộc đã làm gì ta? Không có gì. Chỉ là đâm cho ngươi một châm mà thôi. Hạ Thiên cười hì hì. Chuyện này không thể nào, ta căn bản không có cho ngươi cơ hội tới gần ta. Ứng Mộng Bạch cẩn thận suy nghĩ một lát, rõ ràng nhớ Hạ Thiên từ đầu tới đuôi đều chưa hề tới gần hắn. Châm pháp của ngươi đã sớm bị bọn ta nghiên cứu triệt để, làm sao có thể có sơ hở, cho ngươi cơ hội đâm châm được.
bọn đần các ngươi lúc nào cũng thích tự cho là đúng. Hạ Thiên lắc đầu, lười biếng nói, khoan hãy bàn về việc châm pháp của ta không thể bị nghiên cứu triệt để, coi như bị nghiên cứu triệt để, các ngươi cũng không phòng ngự được, bởi vì tốc độ của ta nhanh hơn các ngươi vô số lần. Nếu không phải thân thể bị cứng đờ, thì Ứng Mộng Bạch quả thực muốn cười phá lên, tốc độ nhanh hơn bọn ta nhanh vô số lần. Hạ Thiên, ngươi đúng thật là biết chém gió, tại sao ngươi không nói gấp một vạn lần luôn đi? Gấp một vạn lần, đây gần như là đánh giá khiêm tốn nhất. Hạ Thiên cũng không thấy xấu hổ, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Âm Vô Vũ cũng cảm thấy Hạ Thiên thực sự có chút phóng đại, cái câu này cũng dám nói ra được, quả nhiên là ngông cuồng đến tột đỉnh. Nhân gian có câu, trời muốn diệt phong ai, thì nhất định phải để người đó điên cuồng. Nàng không khỏi có chút lo lắng cho số phận của Hạ Thiên, và cả hậu quả Y Tiểu Âm có thể sẽ bị vạ lây. Sắc mặt của Y Tiểu Âm vẫn không hề biến hóa gì, một là vì câu nói như thế này nàng nghe được quá nhiều lần từ trong miệng Hạ Thiên, hai là vì nàng cũng không có cảm thấy Hạ Thiên đang thổi phồng. Ngươi không tin, vậy hãy để ta cho ngươi nếm thử là biết liền. Hạ Thiên không biết nghĩ tới mưu ma trước quỷ gì, cười hì hì đi tới Ứng Mộng Bạch, lấy ngân châm ra ngay dưới sự chứng kiến của Ứng Mộng Bạch. Hạ Thiên, ngươi muốn làm gì? Ứng Mộng Bạch trơ mắt nhìn Hạ Thiên châm. Quanh người hắn có vô số huyệt vị đã bị châm đâm. Hạ Thiên kỳ thực đã cố tình hãm lại tốc độ, chính là muốn để cho Ứng Mộng Bạch nhìn tận mắt ngân châm đâm trên người hắn, sau đó để hắn cảm nhận biến hóa trên cơ thể mình từng chút một, cũng cảm nhận từng chút một cái gì gọi là kinh dị thật sự. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 128.